Hồi ức lính Mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký Viết về chiến trường ca Những kỷ niệm không thể quên Đó là những tháng ngày ác liệt Và dữ dội nhất Một phần thanh xuân của những người lính Đã gắn chặt với nơi này Vậy là sau khi đưa đại đội 6 và 7 lên thay thế đại đội 5 với ba chốt và ba cán bộ tiểu đoàn phụ trách nhằm tăng lực lượng phát triển về hướng đăng cung để bắt tay cùng một đơn vị của sư chín đang đánh xuống bất thành phải nằm yên chốt lại hơn một tuần lễ sau toàn bộ tiểu đoàn chúng tôi được lệnh bàn giao địa bàn cho một đơn vị khác để tập trung về các khu vực chốt chặn trên tuyến voi pet để bàn giao cho một đơn vị khác nhận nhiệm vụ mới được trên giao trong bối cảnh tình hình rất khẩn trương đại đội chúng tôi chỉ còn kịp thu gom các vận dụng thiết yếu cùng vũ khí trang bị đầy đủ, cơ số theo yêu cầu rồi tập trung ra hết trục lộ để chờ xe đến hành quân về khu vực nhận nhiệm vụ mới. Mà kể cả cán bộ đại đội còn lại như tôi và anh Tiềm đại đội phó vẫn không biết đơn vị sẽ phải về đâu. Phải nói là khu vực đồn cửa khẩu Pet lúc này trở nên hỗn quan, hỗn quân với rất nhiều đầu đơn vị trú ngụ để làm nhiệm vụ nhưng lên thay thế cho đại đội chúng tôi là một đại đội của tiểu đoàn 32, trung đoàn 10, sư 179 của quân đội Campuchia. Đơn vị này vốn rất quen thuộc với đại đội 5 của chúng tôi trong thời gian họ phối thuộc tác chiến ở đó. Đây cũng là giai đoạn cuối cùng quân đội Việt Nam làm nhiệm vụ chốt chặt bảo vệ cửa khẩu Poipet sau khi bàn giao lại cho quân đội Campuchia. Vô tình tôi cũng là một quyền đồn trưởng sau cùng của quân tình nguyện Việt Nam bàn giao vĩnh viễn cửa khẩu này lại cho lực lượng sở tại. Cứ lên rồi đi, đoàn xe quân sự chở đại đội chúng tôi quay ngược về phía sau để sát nhập cùng đội hình tiểu đoàn hành quân tiếp. Do đã có tính toán trước nên các bộ phận thông tin hỏa lực của tiểu đoàn phối thuộc được bố trí trên các xe riêng để về ngang tiểu đoàn cùng sát nhập về các trung đội trực thuộc tiểu đoàn. Chỉ còn một máy thông tin PRC-25 đi cùng theo xe ban chỉ huy để liên lạc cùng ban chỉ huy tiểu đoàn và các bộ phận. Với biên chế bốn trung đội, tương đối đủ quân, đại đội 5 của chúng tôi vẫn còn đến hơn 150 tay súng. Không cần dừng chờ vì sợ mất an toàn, nếu phía bên lính Thái Lan bất ngờ dùng pháo binh tập kích, cứ tuần tự theo sự điều phối của chỉ huy hành quân, các đoàn xe cứ liên tục vận động về hướng sư đoàn thẳng tiến. Nhưng do đề phòng các đơn vị quân đội của Campuchia mới đứng chân, chưa nắm vững địa bàn tác chiến, để bị địch tấn công bất ngờ, một nửa quân số tiểu đoàn bộ cùng hai đại đội 5 và 6 sẽ hành quân đi trước. Lực lượng còn lại gồm các nửa trung đội và tiểu đoàn bộ và đại đội 7 sẽ ở lại hỗ trợ cho đơn vị mới, củng cố rồi rút theo sau. Cứ thế lần lượt các xe trong đoàn nối đuôi nhau rời khỏi vùng cửa khẩu. Với một địa bàn cũng như địa danh quá quen thuộc, dù để lại cho đơn vị chúng tôi nhiều nỗi gian khổ và hy sinh mất mát, Rời xa nó quả thật tâm trạng của đơn vị lúc đó là như một giấc mơ. Tự dưng ai cũng thấy thật bối rối. Những khung cảnh quen thuộc cứ lần lượt lướt qua trong ánh mắt từng người một. Toàn bộ trên xe lúc nhúc người mà không khí lại rất lặng yên vì ai cũng tự mình suy nghĩ những gì đang xảy ra trước mắt như không tin có một ngày mình được chứng kiến cảnh như này. Niềm vui mừng chỉ thật sự vỡ hòa khi đoàn xe chúng tôi bắt đầu lướt qua khu vực cốp túi một xã địa đầu nằm cách ngã ba con voi 7 km về phía sau đã gắn kết với trung đoàn rồi sau này với tiểu đoàn chúng tôi vô cùng thân thiết người dân tại nơi này đa số hiện giờ là dân cư của khu vực ngã ba con voi trước đây lui về đây sinh sống khi phum nimit bị pháo thái lan bắn trúng cuộc sống của họ giờ đã ổn định hơn rất nhiều thì lại phải chia tay với đơn vị chúng tôi một vài anh em vốn hay đi chợ nên có quen ai đó ở khu vực này nhìn thấy họ liền la to để chào nghe tiếng anh em ý ới đột nhiên mọi sinh hoạt của người dân hai bên đường như sựng lại một số người dân vội giơ tay vẫy chào theo những hành động đó được xem như là lần cuối cùng đơn vị chúng tôi và người dân ở khu vực gần nhất ở phía sau đơn vị chào nhau vì tiểu đoàn chúng tôi không bao giờ quay lại địa bàn này nữa kết thúc quá trình làm nhiệm vụ chốt chặn và tác chiến Nơi vùng cận biên nước bạn, nơi rừng sâu và xa cách cư dân gần 20 km không có một bóng dân thường. Đoàn xe cứ nối nhau vội vã chạy ngược biên giới về phía sau, tâm trạng của cả đơn vị chúng tôi cứ tăng cảm hứng dần theo cự ly đoàn xe đang chạy. Một chút bồi hồi với những gì đang xảy ra trong thời gian còn đứng chân tại vùng đất này, nơi gian khổ khốc liệt với bao nhiêu đồng đội đã hy sinh như còn nằm lại đó nhưng vẫn không ngăn được niềm hứng khởi khi được rời xa. Xuyên qua khu vực cốt túi, ga Sophie chừng vài cây số, bắt đầu tiếp giáp với những cánh đồng bạt ngàn, gần như bỏ hoang hai bên đường, sâu mút mắt về phía trong và kéo dài hàng chục km. Chúng tôi mới nhận ra rằng, đơn vị mình vừa bắt đầu rời xa với khu vực dân cư duy nhất, gắn kết với chúng tôi trên một vùng biên giới, có chính diện vài chục cây số, và sâu về phía sau cũng gần chừng đó là một vùng biên mênh mông suốt nhiều năm liền không có một bóng dân thường chỉ có những người lính biên phòng và bóng quân địch đến một thời điểm trước mặt xe chúng tôi bắt đầu xuất hiện mấy ngọn đồi xa xa hơi lệch về phía bên trái đó là những ngọn đồi ở thị trấn sirophone nơi một thời sư bộ sư năm đứng chân nơi mà những người lính biên giới vẫn thường mong ước có dịp được quay trở lại dù điều kiện để ra được chốn này thường có hai đường một là bị ốm nặng hay bị thương mất sức do chiến đấu trong suốt năm năm công tác và chiến đấu trên vùng đất này tôi đã từng được bốn lần có dịp quay lại phía sau một lần bị sốt ác tính một lần về mặt trận học quân chính khóa bổ túc cho cán bộ trung đội đi ngang qua một lần đi phép và một lần ra chụp ảnh để làm thẻ đảng còn lần này là lần thứ năm theo đơn vị quay trở lại cảm giác lâng lâng hơn lúc nào hết cho dù chúng tôi có điều động đi bất cứ đâu thì thiết nghĩ còn đỡ hơn địa bàn cũ rất nhiều lần những ngọn đồi cứ to dần rồi cây cầu tức tha la đã hiện ra trong tầm mắt qua cây cầu này là tiếp nối khu dân cư là chính thức bước vào cái thị trấn vùng biên nơi là đầu mối lớn của những tuyến đường buôn lậu sang đất thái lan cung cấp một lượng hàng hóa khá lớn tiêu thụ về đến đất việt nam cũng là nơi đây gây thêm thất thoát, một lượng vàng và ngoại tệ chảy ngược sang đất Thái từ Campuchia và cả Việt Nam rất lớn. Khi đoàn xe quân sự chở đơn vị chúng tôi chạy ngang vào thị trấn, không khí còn mang vẻ khẩn trương của một thị trấn hàng lậu rất sôi động. Điều kỳ lạ là chính quyền Cam lúc đó chỉ kiên quyết triệt phá và ngăn chặn sự mua bán hàng lậu từ các khu vực cận biên trên các con đường vận chuyển là chủ yếu, còn khi số hàng hóa này đã về nằm yên vị ở các kho chứa các cửa hàng dọc bên đường và các khu vực chợ thị trấn thì nó lại trở thành hợp pháp một cách kỳ lạ lúc đó người mua và kẻ bán tha hồ giao dịch như một sự mua bán bình thường đoàn chúng tôi chỉ chạy lướt qua thị trấn chứ không hề dừng lại vì sở chỉ huy đoàn đã chuyển về khu vực chút phía sau khá xa chỉ còn hai ba đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ thị trấn nên trên các trục đường bóng lính trở nên lẻ tẻ và ít hơn thời gian trước từ thị trấn về Trúc, bây giờ thuộc lộ 6 chứ không còn là lộ 5 như từ Poipet về thị trấn. Đoạn này đối với chúng tôi không có ấn tượng gì, vì từ ngày sư bộ về Trúc, cán bộ chiến sĩ đơn vị chúng tôi cũng ít dịp về sư đoàn. Nhưng khi đoàn xe chạy về đến Trúc thì vẫn không hề dừng lại như chúng tôi nghĩ mà tiếp tục chạy thẳng về phía sau. Trục lộ 6 giai đoạn này nhiều đoạn không hề tốt, nhất là những khu vực có dân cư hầu như tất cả các con đường chính của toàn nước campuchia lúc đó để ngăn chặn sức tiến công thần tốc của quân đội việt nam khi tiến vào giải phóng thủ đô phnom penh pol pot trên đường rút chạy đã ra lệnh cho dân hai bên các trục lộ chính đào phá mặt lộ nham nhở các ổ gà ổ voi và phá hỏng các cây cầu thời điểm này chỉ sửa và khắc phục được một phần các cây cầu nên tốc độ cơ giới hành quân khá chậm nhiều đoạn xe lúc chạy tránh bên này lúc tránh bên kia dằn sốc rất mạnh, đứng trên thùng như ngã ngửa, cảm giác bị tung lên muốn rơi khỏi mặt đường. Đoàn xe chúng tôi chạy về Puốc thì trời đã quá trưa. Trên xe ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi và đói khát. Xe chỉ huy đại đội dừng lại sát trục đường, nơi một phun dân khá đông đúc. Chỗ này có mấy cây xoài mọc, re nhánh ra đường, che ánh nắng tương đối mát mẻ. Đột ngột qua máy thông tin chỉ huy, đoàn thông báo nhắc toàn bộ đội hình cảnh giác hai bên đường không đi lại lung tung vì có thể vướng mìn địch gài bẫy hơi lạ với thông báo này vì chúng tôi nghĩ sâu trong đội địa như thế này sát trục lộ nơi dân phum đi lại mà địch có thể gài mìn được sao cho đến khi nhiều anh em tiến vào các căn nhà để xin nước uống thấy thái độ không lấy gì làm vui vẻ nên chúng tôi bắt đầu để ý nhất là khi nhìn thấy có những cặp mắt nhìn về phía chúng tôi hơi lộ vẻ như căm thù chúng tôi mới thấy chỉ thị của trên là đúng hột hẫng với một thực tế đang xảy ra trước mắt cứ nghĩ kẻ thù là những tên pol pot từ các căn cứ xây dựng trên đất thái lan để chống phá lại còn càng sâu trong nội địa họ càng có ý thức hơn về sự cứu giúp của quân đội nhân dân việt nam ai ngờ vừa về nội địa đã bị cái ấn tượng không mấy tốt đẹp này ám ảnh khiến chúng tôi có cảm giác sốc và buồn như vậy trong thời gian sắp tới sẽ ra sao khi đơn vị chúng tôi bắt đầu làm nhiệm vụ mới Ban chỉ huy thống nhất cấp cao nhất khu vực dĩ nhiên là có trung đoàn trưởng, chủ tịch huyện Chikaren và có thể thêm một trợ lý gì đó của mặt trận điều xuống chỉ đạo chung. Còn ban chỉ huy thống nhất thực tế trong đội hình thực thi nhiệm vụ thì có công an huyện, bộ đội huyện Chikaren, cán bộ chuyên gia và cán bộ chỉ huy đại đội bên phía Việt Nam. Thật tình mà nói, đơn vị chúng tôi không nắm sâu về nhiệm vụ cụ thể lắm, chỉ biết là trong đội hình để hỗ trợ các đơn vị vũ trang phía Campuchia khi chạm địch là chủ yếu. Thời điểm này, lực lượng công an của huyện, trang phục của họ có màu sắc tương tự như công an của Việt Nam, màu chỉ nhạt hơn một chút, hơi sắc vàng. Trang bị của họ không khác gì một đơn vị bộ binh, có súng máy các loại và các loại hỏa lực B-40, B-41. Đa phần họ được lựa chọn từ những cá nhân tích cực, có thân nhân và gia đình trung thành với chế độ nhà cầm quyền nên cũng khá tạm tin trong chiến dịch biển hồ này biên chế gần một đại đội của họ chính là lực lượng nòng cốt dẫn dắt và xác định các mục tiêu do cơ sở của họ cung cấp cho cấp trên với chức năng và đào tạo chính quy họ có tác phong và ăn mặc rất nghiêm túc cũng như chấp hành tốt các lực lượng vũ trang địa phương lực lượng bộ đội huyện có đông hơn và trang bị nhỉnh hơn một chút quân phục của họ thì do liên xô cung cấp nên màu sắc và độ bền tương đối tốt hơn quân phục phía việt nam vốn cả độ bền và màu sắc kém nhất. Thông thường chỉ huy các bộ phận này ngày hội ý với nhau hai lần, vào lúc sáng sớm triển khai nhiệm vụ và buổi chiều thì tổng kết các mặt để báo cáo về cấp trên. Ngày thứ hai, tầm 8 giờ sáng, vừa vượt qua một đám cây gai um tùm, chạm một trũng nước lớn thì chúng tôi chạm địch. Không biết bên nào nổ súng trước, chỉ nghe tiếng hỏa lực trực xạ ung hoành và các loại đạn nhọn nổ như bắp giang thì đội hình trước sau trong đoàn bỗng trở nên nhốn nháo. Các chiếc xuồng phía trước liền giạt ra cho đại đội chúng tôi từ phía sau trèo vượt lên. Do đi đội hình hàng dài, nghe phía trước bắn tiếp mấy phát hỏa lực, cầu vòng, thì thuyền chỉ huy mới nhô ra quan sát được. Địch có chừng hơn chục tên, đang quấy dạp chống những cây xào dài lướt như bay trên mặt nước trong khoảng cách khá xa. Cứ hai tên trên một chiếc lao thẳng về phía trước trong làn đạn bắn xối xả như mưa, của bộ đội chúng tôi và bộ đội huyện. Chạy như vậy không phải vì bọn địch thiếu kinh nghiệm, mà ngược lại chúng rất chuyên nghiệp trong việc tác chiến nơi sông nước. Nếu chạy vòng, cặp theo ven các lùm cây, chúng sẽ phải đánh một nửa vòng mới tới đường chui vào phía bên kia tẩu thoát. Như vậy toàn bộ chúng sẽ thành mục tiêu lộ khá lâu trong làn đạn các sở, nguy cơ trúng đạn là rất cao. Còn cật lực lao thẳng vào đường rút, chúng sẽ rút ngắn thời gian và nguy cơ bị đạn bắn trúng hơn. Đúng như vậy Khi tôi điều được hỏa lực DKZ 82 mi Ra đến nơi Thì chúng đã kịp trèo khuất vào đám lùm cây rậm Phía bên kia mất dạng Bắn đuổi theo vài hỏa lực Thì phải dừng lại không bắn nữa Với một vùng ngập nước mênh mông Như khu vực này Những loại đạn hỏa lực như B40 B41 DKZ 82 Rơi xuống nước nổ gần như không có tác dụng sát thương Trừ khi bắn trúng địch Địa hình này theo quan sát thực tế thì chỉ có hỏa lực cầu vòng như cối, các cỡ thì có tác dụng nhiều hơn. Nhưng rất tiếc chúng tôi sợ ván lòng xuồng không chịu nổi sức dập nên không dám trang bị. Nhưng bước đầu có chạm địch thì chúng tôi đã biết đi đúng hướng. Sau khi một lực lượng dàn ngang chiếm lĩnh bờ bên kia thì chúng tôi hội ý bắt đầu xé ra từng tốp lẻ. Chia nhau lùng sục xung quanh các lùm cây ven bờ. Rất nhiều con đường nhỏ được tạo ra nếu đi gần sát các bờ lùm mới phát hiện. Những con đường chỉ rộng hơn bề ngang một chiếc xuồng Nhìn vào khá lạnh gáy Lệnh cảnh giác mìn Được phát ra cho toàn bộ đội hình Và cứ ba chiếc một Vừa cảnh giác vừa trèo chậm vào các con đường trên mặt nước Một số chỗ phát hiện có mìn gài dây Vắt ngang Nhưng chúng tương đối dễ tháo Vì bọn lính pol pot gài dây khá dài Chúng sợ dây ngắn quá Gió lay các nhành cây sẽ làm mìn tự nổ Còn một số trái Bọn chúng không tra kíp gây nổ có thể bọn chúng chỉ muốn răn đe Người dân xâm phạm khu vực này mà thôi Ở một số khúc quanh và không sâu Đoàn chúng tôi phát hiện rất nhiều bao ni lon Đựng vật nặng gói kín Treo trên các nhành cây lớn Khi lại gần mở thì phát hiện ra Một số vũ khí khá nhiều Chét đầy mỡ bảo quản còn rất mới Đại đội 1 liền được lệnh tản ra cảnh giới Để các lực lượng vũ trang huyện Tiếp tục lùng sục Thu giữ các vũ khí trang bị của quân địch cất giấu Xuồng ra vào trong ngày liên tục Chuyển chế lệ phẩm về phía sau Cả ngày hôm đó Chúng tôi chỉ giải quyết một điểm Là hết thời gian đến gần tối Chúng tôi lại tiếp tục chịu đựng thêm Một đêm với bọn mũi Trong sự căng thẳng từ lúc xế chiều Ngày thứ ba của chiến dịch Lại đến với đơn vị chúng tôi Sau một đêm tiếp tục mất ngủ Vì chịu đựng lũ mũi đốt Và tiếng súng vọng về Của một đơn vị nào đó Bị bọn lính Pol Pot tập kích lúc đầu hôm Nhận định đơn vị đó bị tập kích vì thông thường các hoạt động truy quét chỉ xảy ra vào ban ngày, còn ban đêm chủ yếu là co cụm lại để tổ chức nghỉ ngơi và gác sách cảnh giới. Không biết đó là đơn vị nào, nhưng nhìn về hướng đó có thể thấy các luồng đạn lửa đan xéo của hai bên bắn nhau, các chớp hỏa lực và cả từng loạt pháo 37 mi và 57 mi cứ cùng cục cùng chớp nháy. Một trận đánh khá lớn và kéo dài, có nghĩa là được thực hiện bởi một lực lượng lính pol pot tương đối đông cũng có nghĩa là một lực lượng địch hoạt động mạnh gần khu vực chúng tôi đang lùng sục truy quét buổi sáng hôm đó chúng tôi phát hiện ra một nguy cơ là nếu chiến dịch này kéo dài vì các nắm cơm dành cho ngày thứ ba của chúng tôi đem theo đã bị hỏng không còn sức để sử dụng nữa một phần chúng bị nước thấm vào làm cho bị nhão bốc lên mùi chua lại bị mốc xanh ở phần còn lại ngay tiểu đoàn chúng tôi hoạt động ở địa bàn Mo Hơn, Cao Mê Lai Trong những lần đi phục kích hay trinh sát địa hình dài ngày Những nắm cơm qua ngày thứ ba cũng bị đóng một lớp mốc Nhưng do còn khô ráo nên dùng dao gọt bỏ lớp bên ngoài là vẫn có thể ăn tiếp, không sao cả Kể cả có những đường mốc sâu vào trong Còn trong điều kiện bị thấm nước này Độ mốc và mùi chua của nó khiến không ai có thể nuốt được Thế là toàn bộ một ngày ăn đã chuẩn bị bằng cơm vắt trở thành mồi cho lũ cá phải dùng cơm sấy thay thế vừa nhờ ca lên máy báo tình hình về tiểu đoàn nhờ tiếp tế hoặc thay thế thì chúng tôi nhận được thông báo từ phía thông tin tiểu đoàn động viên cố gắng khắc phục và duy trì tiếp nhiệm vụ theo kế hoạch sắp tới vì đó mới là giai đoạn quan trọng đoàn ghe xuồng lại theo thứ tự tiếp tục tiến về phía mục tiêu vùng nước phía trước là một khoảng trống khá rộng nên đội hình triển khai thành hàng ngang để đi từ bên này sang bờ bên kia mà lùng sục tiếp. Tầm 9 giờ sáng, đột nhiên cả đội hình chúng tôi nghe nhiều tiếng động cơ từ hướng công công thom vọng lại. Thông báo khẩn của trên là trực thăng bắt đầu tham chiến, đúng là bí mật được giữ cho đến cùng. Mặc dù trong đội hình lúc này chỉ có bộ phận thông tin mới có khả năng liên lạc đi các hướng. Cả đội hình đang còn giáo giác thì đột nhiên bầu trời một khu vực như bị tối lại. Một cặp hai chiếc trực thăng sơn màu rắn di dã chiến bay rất thấp lao ngang phía đầu chúng tôi nhóm chuyên gia và một số bộ phận vũ trang huyện không biết chuẩn bị từ lúc nào vội giơ tay lên vẫy ngọn cờ đỏ làm tín hiệu còn riêng đại đội chúng tôi chỉ biết bám theo đội hình để tránh bị bắn nhầm vì ngoài quân phục lính ra chúng tôi chẳng biết lấy đâu ra các loại vải màu như quy định hai chiếc trực thăng vừa lướt qua đầu vòng về phía phải từ phía sau hai chiếc khác lao tới xạ kích về hướng trước đội hình chúng tôi ngay từ trong những bầu tên lửa mang theo Hai bên nổ lên những tiếng lớn như sấm Từng trái dốc lên thi nhau lao về phía trước Thành những đường khói dài Rồi nổ ầm ầm Trong đám cây xanh dập dờn Cứ mỗi đợt chừng 5 đến 7 trái Xé gió lao đi Hai tốp bốn chiếc cứ vậy theo nhau quẩn bắn vào khu vực đó Trong tầm mắt bị rừng cây che khuất Chúng tôi không nhìn thấy gì Nhưng với những phi công trên những chiếc máy bay Có thể từ trên cao họ nhìn thấy mục tiêu rõ hơn Chúng tôi được lệnh dừng tất cả lại trên vùng nước rộng để sẵn sàng chặn địch và hỗ trợ cho máy bay. Cứ thế những chiếc máy bay cứ quần thảo, bắn đại bác và chút dốc két, cảm giác đến hàng tiếng đồng hồ. Khói dốc két nổ bắt đầu theo gió, sọc vào mũi nghe khét lẹt. Không hề có một tiếng súng nào bên dưới bắn lên. Những chiếc máy bay sau khi rút hết dốc két quần lại một vòng, như chào bộ binh rồi bay về hướng đông mất dạng không gian bỗng trở nên im lặng cảm giác như khoảnh khắc đó đến rồi đi rất nhẹ như mới vừa trải qua một giấc mơ nhà vốn nằm sâu gần sân bay tân sơn nhất thời chế độ cũ và chiến tranh biên giới đã từng nhìn các loại trực thăng lên xuống đến nhàm chán vậy mà lần này đứng trước cảnh tượng này vẫn thấy hoành tráng vô cùng cả ta và huyện toàn bộ đội hình bỗng trở nên phấn khởi khác thường như vậy là trong giai đoạn này cấp trên đã tung vào các thiết bị và phương tiện vũ khí có thể nói là trong mơ của lính bộ binh để quyết tâm tiêu diệt bọn pol pot tạo nên tâm lý tin tưởng cho các lực lượng đang chiến đấu như chúng tôi tuy nhiên chúng tôi chỉ được lệnh đứng yên tại khu vực đảm bảo tư thế bao vây đón lõng nên không nhìn thấy khu vực dốc két phá hủy và tiêu diệt địch như thế nào nhưng chỉ cần không phải chui luồn sục sạo trong đám rừng gai thì đã có cảm giác sung sướng rồi Tự nhiên tinh thần đoàn kết giữa các lực lượng được dâng cao hơn bao giờ hết. Khi lực lượng huyện bắt đầu chia sẻ những bữa cơm nóng và thực phẩm khô các loại và chút ít rau xanh cho đại đội chúng tôi khi họ biết đơn vị chúng tôi đang gặp khó khăn, thiếu thốn trong ăn uống. Thì ra với những kinh nghiệm là dân bản địa, có điều kiện nên họ chuẩn bị đầy đủ hơn chúng tôi rất nhiều. Dưới lườn bụng của những chiếc xuồng, họ lót lên một tấm tôn nhỏ và phủ lên đó lớp đất sét dẻo Chính vì vậy họ có thể nấu cơm, nướng cá để dùng lửa. Thậm chí họ còn đem theo màn để ngủ tránh mũi vào ban đêm. Không đến nỗi mất ngủ và mất sức như đại đội chúng tôi khi tham gia chiến dịch. Một bữa cơm nóng với khô nướng biển hồ, uống thêm hai chén nước, múc bên dưới tại chỗ, ngọt mát, tự dưng thấy sức khỏe được hồi phục đáng kể. Đó là vào cuối tháng 4 năm 1985, đoàn hành quân của đơn vị chúng tôi đột nhiên có lệnh dừng nghỉ ở khu vực nào đó thuộc huyện Quốc của tỉnh Xuyên Diệp khá lâu khi vừa chạy đến. Hình như ý định của cấp trên là muốn biểu dương lực lượng, gian đe hay sẵn sàng chi viện trợ chiến cho một đơn vị nào đó đang hoạt động tác chiến về hướng Bắc đường của khu vực này. Không nghe tiếng hỏa lực nổ dồn dập như thời gian còn hoạt động ở hướng biên giới khi có nổ súng. Nhưng chừng khoảng một giờ sau, chúng tôi nhìn thấy một chiếc xe lôi, loại Honda kéo theo một thùng chuyên chở của dân chất vài ca tử sĩ lạc lè từ một cái ngã ba ở phía bắc đường chạy ra rồi hướng về xiêm diệp xem ra hướng đó đang có đánh nhau to giữa hai phía lệnh cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu được phát ra ba phát súng chỉ thiên báo động nhằm gom một số anh em đang bỏ đội hình quay trở lại vị trí chiến tranh đã lan về đến nơi đây làm xóa đi những gì tôi đã lầm tưởng là càng sâu về trong nội địa càng thấy an toàn Tuy nhiên tình hình chỉ đến mức như vậy Chứ không quá nghiêm trọng Chừng gần một tiếng sau Cả đội hình chúng tôi lại được xuất phát Hành quân tiến về hướng xiêm diệp Nhưng cũng tại khu vực này Mấy ngày sau đoàn còn lại của tiểu đoàn chúng tôi Tiếp tục rút theo về xiêm diệp Khi đến khu vực này Thì xe chở hậu cần đã bị cán mìn chống tăng Làm hỏng một chiếc Và một số người bị thương vong Nói về đoàn chúng tôi lúc tiếp tục hành quân Vừa cho thấy tình hình không ổn như vậy nhưng về đến chớm thị xã Xêm Diệp, thấy sinh hoạt dân cư tấp nập, khung cảnh đồng ruộng và sản xuất, những đám thốt nốt xanh man mát hai bên đường, lính tráng lập tức quên ngay. Xì xèo tranh luận đủ thứ, những gì nhìn thấy vượt qua trước mắt, ồn ào nhất là lúc xe chạy ngang qua đường vào hồ Baray nơi vốn quen thuộc với những người lính mới được bổ sung qua và tập trung về chính sách. Lúc này từ trên xe nhìn khung cảnh thanh bình xung quanh. Chật nhói lên nhiều niềm cảm xúc Chúng tôi về đến nơi tập kết Gần mặt trận bộ Trời bắt đầu xế chiều Không biết thời gian bị dừng lâu ở Phúc Là để suy nghĩ ban đầu Hay là cấp trên muốn chậm lại Để về đến siêm diệp trong thời gian này Nhằm hạn chế bớt sự đi lại Có thể làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự Của hàng trăm người lính với thị xã Chúng tôi được bố trí Ở một trạng trống Xa khu dân cư Đơn vị liền lập tức tổ chức bố trí đội hình tác chiến và lo cơm nước trước khi trời tối quán triệt của trên là anh em không được đi lại quá xa đội hình có thể gây bất lợi cho đơn vị quản lý và bảo đảm an ninh trật tự một phần do ý thức anh em chấp hành mệnh lệnh tốt phần còn lại do anh em không có tiền lại mệt mỏi nên không ai muốn bỏ vị trí đi đâu chỉ huy thì một phần lo trách nhiệm trong túi cũng chẳng có đồng nào giống như lính nên cũng tìm chỗ nằm nghỉ cùng anh em chỉ có vài anh em có tiền sẵn trong túi chịu khó lội bộ một đoạn dài để ăn hủ tiếu hay uống ly đá chanh gì đó đột ngột khi nghe thông báo của anh hai bội tiểu đoàn trưởng nghe tin ghé thăm nên tất cả các chỉ huy đều tập trung đến vị trí của anh để trò chuyện anh cho biết từ lúc về mặt trận viết kiểm điểm tường trình đến nay cấp trên vẫn chưa kết luận là anh có tội như bị tố cáo hay không có tội nhưng bị giam lỏng cùng anh nghĩa tiểu đoàn trưởng đặc công anh nghĩa thì bị kiểm điểm ở vai trò chỉ huy để đơn vị bị thiệt hại nặng. Đột nhiên anh hai bộ trùng xuống nghiêm giọng. Anh cho biết theo tin anh nắm được thì đúng là tiểu đoàn chúng tôi sẽ được điều về truy quét một khu vực nào đó rồi rút về tây ninh củng cố lại rồi nằm chờ lệnh. Nhưng có một đơn vị nào đó ở phía sau nhận lệnh từ địa bàn công công thôm tăng cường qua xuyên diệp. Có một tiểu đoàn trong đơn vị này không nhận nhiệm vụ nên tiểu đoàn chúng tôi sẽ về thay vị trí đó đúng sai không biết thế nào. Nhưng chúng tôi bắt đầu mường tượng được một phần nhiệm vụ của đơn vị tiểu đoàn mình sắp tới, cứ suy nghĩ không biết địa bàn đó tình hình địch như thế nào mà lại có một đơn vị đến cấp tiểu đoàn có phản ứng như vậy. Nhưng vẫn còn suy nghĩ lại đi tiếp về phía sau vài chục cây số nữa vẫn tốt hơn phía trên. Sáng sớm một ngày tầm đầu tháng 5 năm 1985, sau khi làm xong các công tác hậu cần kỹ thuật, đội hình xuất phát của tiểu đoàn chúng tôi bắt đầu rời khỏi thị xã Siêm Diệp để tiếp tục hành quân về hướng đông lộ 6, địa bàn cầu con rồng, khu vực huyện Chikazen để nhận địa bàn và giao nhiệm vụ mới. Trước đây các đoàn xe quân sự xuất phát từ Xiêm Diệp về hướng Công Pông Thom và ngược lại thường chờ chuyến xe đò chở khách của dân chạy trước một khoảng thời gian mới xuất phát theo để đỡ bớt nguy hiểm có thể xảy ra trên trục lộ. Nhưng với một số đội hình hành quân cơ giới khá lớn, khoảng gần 40 chiếc xe, thì đơn vị chúng tôi xuất phát mà không cần yếu tố đảm bảo gì. Và lại trong giai đoạn này, thực tế trục lộ 6 đã bị lực lượng Pol Pot cắt đứt, ngay địa bàn chúng tôi sẽ đến chốt giữ nên tạm thời các phương tiện cả quân sự và dân chính đều không thể lưu thông. Các loại binh khí hỏa lực như đại liên và 12 ly 7 đều được lệnh giá súng, lắp đạn sẵn, lắp đạn sẵn sàng chiến đấu. Riêng các khẩu hỏa lực như DKZ đều giá trực chiến và cối đều có chuẩn bị bệ tỳ đảm bảo cho nổ súng khi có tình huống tác chiến. Lần lượt các bộ phận trinh sát đại đội 6, một phần đại đội 7, tiểu đoàn bộ và cuối cùng là đại đội 5 chúng tôi nối đuôi nhau theo đội hình tiểu đoàn hành quân. Đoàn xe khi vượt qua một ngã ba về hướng Bắc thì bắt đầu cảnh quan hai bên đường trở nên khá vắng vẻ, nên bắt đầu tăng tốc khá nhanh. Có một đoạn hai bên đường chen trúc những lùm cây lúp xúp địa hình rất dễ cho địch phục kích khiến anh em lính tráng trên các thùng xe cảnh giác chĩa súng 55 qua hai bên không có nhà dân không có bóng lính chỉ có những lùm cây và ụ mối tiếp nhau liên tục vượt qua tầm mắt nhìn đến địa bàn ngã ba huyện sóc ni cum chúng tôi mới lại nhìn thấy những phun dân cư và bóng lính qua lại đoàn xe tạm dừng để nắm tình hình và sau đó lại tiếp tục tăng tốc tiến về hướng chikaren cho kịp nhận địa bàn vào buổi trưa để làm công tác bố trí lo cơm nước và dựng sức. Trục đường có nhiều đoạn khá xấu, nhiều đoạn xe phải đột ngột giảm tốc độ chậm chậm để bỏ qua. Một dạng địa hình rất dễ bị địch tổ chức phục kích. Có vẻ như không có sự tổ chức bảo vệ đường của các đơn vị hoạt động trên địa bàn vì từ trên xe quan sát ra hai bên, chúng tôi không phát hiện ra bất kỳ bóng dáng bộ đội nào. Kiểu như các đơn vị trên địa bàn này đang cụm lại tổ chức phòng thủ và những nơi không có lực lượng vũ trang đóng quân hoàn toàn bị bỏ ngỏ xét về mặt tâm lý thì với một lực lượng nhỏ tổ chức phục kích nhìn thấy một đoàn xe quân sự với quy mô lớn hành quân như thế này địch cũng khó dám nổ súng nếu không muốn bị tiêu diệt nên ở những tình huống như thế này xảy ra khá căng thẳng như xe phải giảm tốc từ từ qua một đoạn rậm rạp cận đường tạo nên cảm giác như địch sắp nổ súng nhưng rồi lại không có điều gì xảy ra cứ suy nghĩ miên man với tâm trạng như vậy rồi chúng tôi cũng về đến đích trong tiếng thở phào thầm buồn cười với những suy nghĩ của mình khi đang trong nội địa mà cứ ngỡ như xe đang chạy ở trong rừng vượt qua vài căn nhà thưa thớt rồi bắt đầu nhà dân ken dày hơn những tốp dân quân du kích campuchia bố trí trước căn nhà hơi thụt sâu hai bên đường một số ra đứng sát đường nhoẻn hai hàm răng trắng toát ra cười chào đoàn xe chúng tôi thị trấn Chikaren có vẻ như xuất hiện các hoạt động quân sự nhiều hơn chợ ở Chikaren buổi trưa chỉ lèo tèo vài gian hàng bán muộn lưa thưa vài bóng lính Việt Nam đi lại cũng khá vội vàng có vẻ không khí chiến tranh vẫn đang lẩn vẩn ở đâu đó xung quanh đoàn xe chúng tôi nhanh chóng vượt qua thị trấn cái từ cầu quan rồng với đơn vị chúng tôi chỉ là như tên gọi một địa danh chứ chúng tôi không hề nhìn thấy cây cầu đó hình dáng nó như thế nào mãi cho đến bây giờ mới biết đó là một công trình nổi tiếng ở campuchia có hàng ngàn năm tuổi đoàn xe vẫn tiếp tục vượt qua lúc đó tôi chẳng thấy có ấn tượng gì chỉ biết rằng xe vừa chạy ngang qua khu vực cầu con rồng thị trấn huyện Lị chikaren tỉnh Siêm diệp sau khi vượt thêm 7 km các xe chở bộ phận đại đội năm chúng tôi mới dừng lại ở một ngã ba có một nhánh đâm xéo về hướng đông nam đó là khu vực ngã ba phum thơ nơi đứng chân của đại đội, bộ phận tiểu đoàn bộ và các đơn vị khác tiếp tục trục lộ này về hướng đông, không biết sẽ dừng chân bố trí ở nơi nào. Với quân số trên 150 tay súng, chúng tôi nhanh chóng xuống xe, tập trung giải dài, dài theo trục đường, trong khi các nhà dân của Phum không khí hoàn toàn vắng lạnh. Một số nhà còn đóng cửa then cài như đang bị bỏ hoang. Cảm giác dân cư khiến chúng tôi tạm thời không nghĩ đến chuyện bị tập kích mà chỉ tập trung làm sao để ổn định đội hình, nhanh chóng để trước mắt còn tổ chức cơm nước cho đơn vị. Vì quan lính ai cũng thấy bị đói meo với một chặng hành quân khá dài. Giữa lúc như vậy, tự dưng trời lại đổ cơn mưa to, che tạm vội gạo đạn bằng những tấm ni lông, cả đội hình của đại đội dạt vào các nhà dân mà trú tạm. Tiếng chó sủa, tiếng trẻ con sợ hãi khóc thét, tiếng trấn an của người dân, tiếng lính tráng xôn xao cộng với tiếng mưa rơi ảo ạt nên một sự bức xúc đến khó chịu lần đầu tiên được gần gũi với dân cư không ngờ lại tạo nên một ấn tượng không tốt với chúng tôi như vậy với một biên chế đến bốn trung đội quân số quá đông mà lại bố trí trong khu vực dân cư thưa thớt không lớn chỗ ăn ở hầu như không có tiếng khơ me thì từ chỉ huy đến lính không ai biết hơn chục từ phải nói bước ban đầu về nội địa đứng chân hoạt động khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng ngao ngán Cơn mưa vừa dừng Thì từ hướng thị trấn Nghe có tiếng cơ giới chạy đến chỗ đại đội chúng tôi Một chiếc xe Jeep Loại lồn của Mỹ Trông khá cũ kỹ Máy nổ ầm ầm Dừng lại vị trí ban chỉ huy đại đội Trên xe có bốn người đang ngồi Một người trông khá già Tướng cao long khom từ trên xe bước xuống Hỏi ban chỉ huy đại đội Sau khi giới thiệu là trung đoàn trưởng trung đoàn 7 Đơn vị mà tiểu đoàn chúng tôi sẽ phối thuộc Vị trung đoàn trưởng này Trao đổi thêm một chút tình hình về ta và địch Rồi lên xe đi tiếp về hướng tiểu đoàn Yên vị xong rồi Trung đoàn trưởng liền yêu cầu cho vài anh em Đến đẩy cho chiếc xe Chạy lấy chớn mới nổ máy được để chạy tiếp Phương tiện trang bị cho cấp trung đoàn Nhìn thật khôi hài Không biết đang chạy Mà lỡ bị phục kích có kịp chạy hay không Đứng trước quá nhiều những yêu cầu khẩn trương Lại lạ lẫm Thú thật chúng tôi lúc đó Chẳng màng và cũng chẳng nhập tâm vì hiện tại chưa biết tình hình sắp tới sẽ ra sao. Sau khi đi một vòng quan sát, chúng tôi sẽ vào một khu vực gò hơi cao so với xung quanh, nằm gần góc ngã ba bên hướng nam trục lộ. Trên cái gò nhỏ này có một ngôi trường tiểu học được xây theo hình chữ Y với năm phòng học trông rất sập sệ. Đối diện ngôi trường là nhà và kho của ban chỉ huy đơn vị cũ, hình như là đơn vị pháo phòng không 37 của sư 9. Đội hình chúng tôi được tạm thời bố trí tập trung về hướng Nam. Khu vực Giáp Phum có địa hình là những bụi cây lúp xúc và ruộng lúa chạy dài giáp các phum lẻ khác sâu vào phía trong về hướng biển hồ. Bên Bắc Trục Lộ, do có một con suối nhỏ chạy cặp từ hướng thị trấn ngang qua nên từ lộ vào có bề ngang không được rộng lắm. Chỉ có bốn ngôi nhà nên trung đội cơ động tạm thời nằm sang bên đó để giữ phía sườn sau. Nhận lệnh xong, các trung đội liền tập trung tạm về các vị trí đã định tạm thời dọn dẹp các ngôi nhà sàn để nằm nghỉ rồi tính sau nhà thì ít mà lính thì nhiều nên chen trúc bên trong cũng chật trội một số anh em liền tìm những gốc cây to để mắc võng khi nào có mưa thì chạy vào bên trong đi trên trục đường phum nhìn ra phía sau phum thấy màu áo lính xanh um vì điều kiện ở dày quá như vậy coi như bước đầu cũng tạm ổn đi kiểm tra nhắc nhở anh em một vòng qua bên bắc đường ngay khu vực trung đội cơ động nhìn lướt qua cánh đồng ruộng từ phía lộ vào mé rừng chừng hơn một km thấy có vài bóng lính áo xanh đứng bên trong cứ nghĩ có một đơn vị nào đó đóng lót bên trong thấy cũng yên trí nhưng sau đó được người dân diễn tả mới biết rằng đó là những tên lính pol pot đang ở phía trong cánh rừng thấy ta đổ quân ngoài trục đường nên đứng đó để quan sát Lúc này đại đội chúng tôi chỉ còn trang bị đại liên và cối 60. Bên dưới các trung đội chỉ còn hỏa lực B41 là các loại súng có tầm bắn xa nhất. Nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn được một cây số. Ở cự ly xa hơn đến vài trăm mét như vậy thì nếu đúng như người dân nói là lũ lính pot thì cũng chỉ đứng nhìn thôi chứ không biết làm gì. Đứng trước tình hình như vậy chúng tôi mới phát hiện ra rằng đơn vị hiện không biết các tổ chức chính quyền hay vũ trang của phun xã này hiện đang ở đâu Trong khi việc cần làm tiếp theo lúc này là phải liên hệ với họ Không biết giờ phải giải quyết mối quan hệ giữa chúng tôi và chính quyền Nhân dân khu vực này giải quyết ra sao Bên họ chưa biết có ai biết tiếng Việt Nam không Còn bên chúng tôi thì suốt nhiều năm chỉ ở trong rừng biên giới Không có dân Nên tiếng của họ thì hầu như cả đơn vị toàn mù tịt Lục tìm được một cuốn tự học tiếng Campuchia Được cấp phát trước đây làm bảo bối để tìm cách liên hệ may mà thời kỳ này người dân campuchia tương đối hiểu lính việt nên có khi nói tiếng bồi không đúng âm họ cũng hiểu một phần chứ như hiện giờ họ chỉ nghe nói ót che là không biết thì còn vất vả hơn chợt nghĩ ở một vùng sâu vào trong nội địa như thế này ngoài lực lượng quân sự của ta còn có các lực lượng vũ trang và cả hệ thống chính quyền của nhà nước campuchia dày đặc thế mà bọn lính pol pot còn dám mò ra trục đường như thế này thì không hiểu các lực lượng quân sự trước đây hoạt động như thế nào mà để xảy ra tình hình như vậy theo kinh nghiệm chiến trường của tôi bọn địch thường lợi dụng lúc các lực lượng chân ướt dân giáo từ nơi xa đến chưa nắm rõ tình hình bố trí chưa chặt chẽ chúng sẽ bất ngờ tổ chức tập kích gây thiệt hại thương vong lớn ban chỉ huy đại đội liền lệnh cho các chỉ huy trung đội tập trung về ban chỉ huy tổ chức quán triệt trước mắt ngoài việc ổn định củng cố đội hình cần phải hết sức cảnh giác tổ chức trực chiến và gác sách đảm bảo không để địch tiếp cận tập kích bất ngờ người lính thường không quen từ chối nhiệm vụ cho dù nó có bất hợp lý như thế nào một ngày trôi qua thì lại một ngày tiếp kế đến những khó khăn bước đầu vẫn không thay đổi được bao nhiêu bản thân là một cán bộ đại đội khi về vùng đất này nhận nhiệm vụ còn không hình dung công việc cụ thể của đơn vị mình lúc này là làm gì thì lính tráng anh em bên dưới làm sao thông cả hơn trăm con người với nhau mà đến một cái máy thông tin liên lạc với tiểu đoàn còn không được trang bị cho nên gần cả tuần chúng tôi không biết vị trí của tiểu đoàn đang nằm như thế nào mặc dù chỉ cách nhau chừng trên dưới 3 km ngay những ngày đầu giữa lính và dân đã xảy ra khá nhiều mâu thuẫn trong sinh hoạt và giao tiếp thứ nhất đây là vùng dân cư nên tất cả mọi vấn đề không được tùy tiện gạo thóc thực phẩm thì chúng tôi mang kèm đầy đủ để có thể giải quyết cái ăn trong nửa tháng nhưng chất đốt để nấu cơm cho cả hàng trăm con người thì không biết kiếm đâu ra nhà dân thì có nhưng họ có thể chia sẻ trong vài ngày còn về lâu dài kiếm ra được một lượng chất đốt lớn ở khu vực này không phải là chuyện dễ ăn ở cùng với dân vốn bộ đội ồn ào hơn nữa lại sợ địch tập kích và mang họa nên thái độ người dân ở các nhà có lính chú quân họ tỏ ra không mấy thiện cảm không dám có ý kiến vì sợ những khẩu súng họ liền có những hành động tưởng chừng như vô tình nhưng lại gây ức chế khá lớn như buộc bò gần nơi lính ngủ hay ban đêm còn đi vệ sinh dội nước chảy xuống chỗ lính đang nằm vào buổi chiều ngày thứ hai một anh tuổi cỡ trung niên có cái dáng thấp đậm khoác khẩu ak bán xếp dẫn theo năm tay du kích cũng trang bị súng bộ binh đề nghị gặp ban chỉ huy lúc này dưới trung đội một anh em phát hiện ra có một tay dân là người gốc việt nên ban chỉ huy gọi nhờ lên phiên dịch anh trung niên giới thiệu tên là mon chủ tịch xã kiêm xã đội trưởng khu vực anh thông báo rằng trước khi đại đội chúng tôi về địa bàn trong lúc đơn vị rút đi chưa kịp thay thế lính tôn tốt ở khu vực địa bàn này đã mở một cuộc tiến công lớn trên toàn bộ trục đường làm cho lực lượng vũ trang của các xã tan rã tháo chạy về các huyện trên trục lộ 6, từ gần cầu Quan Rồng đến giáp tới Công Pông Thom, gần như bị địch phong tỏa. Các phương tiện không được lưu thông. Sau khi địch rút đi thì ban ngày chính quyền và du kích lại mò về, nhưng chiều tối thì tập trung hết về huyện để tổ chức phòng thủ. Riêng các xã phía dưới thì chính quyền lặng yên, không dám hoạt động, chỉ nắm được tình hình qua dân. Nhà anh Mon nằm về cuối phum trên trục đường hướng về thơ no lục nên anh đề nghị chúng tôi cho bảo vệ để anh về tổ chức củng cố lại lực lượng dân quân du kích của xã mình có một điều thực tế là trong giai đoạn này kể cả quân chính quy của quân đội campuchia về mặt tác chiến cũng còn rất yếu thế cho nên lực lượng quân sự địa phương như dân quân du kích đối với chúng tôi không có ấn tượng gì nhiều hơn nữa chính thức hiện tại chúng tôi vẫn còn chưa nhận được nhiệm vụ cụ thể là phải làm gì khi về đứng chân ở địa bàn này nên tạm thời chỉ hứa hẹn cho họ yên trí. Tuy nhiên với một lực lượng đông đúc và khá thiện chiến từ biên giới về, đặc biệt là số anh em nhập ngũ năm 1982 vẫn còn là cốt lõi. Bọn lính Pol Pot chắc cũng chưa mạo hiểm để mở cuộc tấn công lớn vào lực lượng chúng tôi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ban chỉ huy đại đội vẫn gọi các cán bộ trung đội lên phổ biến tình hình và giao nhiệm vụ tạm thời. Trong đó trung đội 3 có nhiệm vụ hỗ trợ cho chỗ anh mon về mặt tác chiến song song như vậy đơn vị cũng bắt đầu tổ chức nhiều mũi trinh sát bung ra hoạt động vài cây số để nắm bắt tình hình với tâm lý không thích ở cùng dân vì quá phiền hà các trung đội bắt đầu tổ chức xây dựng nhà để tách ra khỏi khu dân cư cất theo kiểu nhà giã chiến nhỏ và thấp có công sự để trú ẩn và đứng bắn công việc này bắt đầu bị va chạm vì lính tráng cứ theo tâm lý cũ ở trong rừng nên tự do chặt đốn cây che lá của dân. Nhưng rồi mọi dàn xếp cũng xong xuôi cho đến khi có kế hoạch hoàn chỉnh. Sau một tuần mới có liên lạc tiểu đoàn đến thông báo, ngày giờ về tiểu đoàn họp phiên đầu tiên. Chỉ có quốc bộ một mình một súng, chứ không có phương tiện gì khác. Sau buổi họp tiểu đoàn, chúng tôi mới được quán triệt sơ khởi về nhiệm vụ trước mắt, bố trí đội hình chung và một số tình hình về địch đáng lưu tâm của đơn vị. Chikaren là một huyện nằm về cuối hướng đông của tỉnh Xem Diệp, giáp với tỉnh Công Pong Thom, chạy dài theo trục lộ 6. Vào thời điểm năm 1985, khi tiểu đoàn chúng tôi về đứng chân trên địa bàn này, dân cư còn thưa thớt, chủ yếu tập trung sống dọc hai bên trục lộ. Trong các phung xã, ở cách xa nhau chừng vài km, dân cư địa phương thường sống ở giữa các phung và ở hàng đầu mặt tiền đường cũng không nhiều. Còn lại là dân từ những vùng sâu, về phía trong vì tránh chiến sự họ ra ở nhờ đất của bà con hoặc ở nhờ cư ngụ ở hai đầu phum và những dãy nhà phía sau cất tạm đời sống và công việc của dân cư hai bên đường tùy thuộc vào đặc điểm địa hình mà nơi họ đang sinh sống trục lộ 6 phía trong chừng 2 km là ruộng trống lâu đời tiếp nối về hướng bắc là mé rừng càng đi sâu vào trong rừng càng rậm xen kẽ trong đó là những trục đường dân sinh lớn nhỏ nền đất đi xuyên qua với những phum dân thưa thớt chỉ có những con suối lớn có nguồn nước quanh năm đảm bảo cho việc sinh hoạt trồng trọt thì mới tập trung các phum lâu đời nhà cửa hoàn chỉnh đông đúc thường dân cư bên hướng bắc thì tập trung vào việc khai thác rừng những phum nằm về hướng đông có nghề xẻ ván rất phồn vinh vì có nhiều đám rừng cây thông lâu năm rất to lớn những thân cây thông cho khai thác một lượng dầu thông đáng kể và một số lượng ván xẻ rất đẹp. Ngoài ra các loại cây lâu năm khác và đất đai phì nhiêu cho một nguồn lợi đáng kể quanh năm. Nhưng quan trọng nhất, nguồn lợi từ thiên nhiên có vẻ tập trung về phía nam là phần lớn. Ngoài những cánh đồng rộng mênh mông kéo dài về hướng biển hồ, có thể được ví như là vựa lúa của toàn khu vực. Nguồn lợi thủy sản từ biển hồ mang lại phong phú, đến nỗi nếu chúng một mùa vụ có thể cho thu nhập sống được vài năm. Đặc điểm của những phun dân này là sống bằng nghề cá. Cứ đến mùa khai thác thì gần như phum bị bỏ hoang, vì người dân kéo hết ra biển hồ để khai thác cá. Hết mùa họ lại quay về. Chính vì thế những căn nhà trong phum họ thường cất tạm bỡ, toàn bằng những thân cây nhỏ cỡ bắt tay chứ không to. Đặc biệt từ hướng tiểu đoàn bộ chúng tôi cắt ra có những đám rừng cây thốt nốt mênh mông, trải dài xanh tốt. Chính vì vậy khu vực này được đặt tên là cầu thốt nốt, một loại đặc sản một loại cây đặc sản cho rất nhiều tác dụng, nhất là về sản lượng đường. Điều này chỉ có những ai sống ở khu vực này mới thấy, còn chỉ lướt qua trục lộ thì không biết đến khu rừng cây tốt nốt này. Lùi lên trung tâm huyện lỵ vốn có cây cầu con rồng nằm vắt ngang một dòng suối lớn, bắt nguồn chảy từ hướng Bắc xuống Nam và xuôi về biển Hồ. Có một xã mang tên giống huyện lỵ là xã Chikaren, nằm cách lộ 6 hơn 20 km mà sau này đại đội 1 được đặt cách về chốt giữ. Cặp theo con suối này là trục lộ mà người dân khu vực vô ra biển hồ để khai thác cá và vận chuyển các sản phẩm thu hoạch từ biển hồ vào tiêu thụ ở chợ Chikaren. Trong đó có một loại cá sấy rất ngon, chỉ có ở khu vực này mới có. Ngoài ra còn một số hộ dân làm các dịch vụ như sửa xe, may mặc và buôn bán. Và có một thêm đặc điểm nữa là ở thị trấn Chikaren trong giai đoạn này là một trong những đầu mối hàng Thái từ biên giới về nội địa. Điểm bắt đầu là từ danh giới hai tỉnh Siêm Diệp, Break Vihir, đi lên đến ngã ba gần danh giới ba tỉnh Siêm Diệp, Break Vihir và Công Bông Thom. Hướng trẽ ra thị trấn Chikaren và về sâu đến Phở Nhung Penh tiêu thụ. Nói chung đời sống một bộ phận dân cư tập trung ở các thị trấn và các phung lớn dọc hai bên trục đường là khá ổn định, còn sâu về phía trong trục lộ thì đời sống dân cư còn khá nghèo nàn. Khi tiểu đoàn chúng tôi tăng cường sát nhập về với trung đoàn 7, thì trung đoàn bắt đầu có đủ biên chế gồm 3 tiểu đoàn. Do từ tỉnh Công Pung Thôm qua khuyết biên chế tiểu đoàn 1 nên tiểu đoàn chúng tôi lại được đổi phiên hiệu thành tiểu đoàn 1. Lúc này trung đoàn bộ trung đoàn 7 đang đứng chân ở Phung Dô, từ thị trấn theo trục lộ cặp theo hướng đông một con suối lớn đi vào hướng bắc chừng 7 đến 10 km thẳng theo trục lộ này vào sâu hơn nữa là các đại đội trực thuộc của trung đoàn bố trí dài theo trục lộ vào đến khơ vào là nơi đứng chân của tiểu đoàn 2 một khu vực khá chủ phú tiểu đoàn 2 và 3 mỗi tiểu đoàn đóng quân thành một cụm cách nhau không xa nhưng vị trí đứng chân của hai tiểu đoàn này bên hướng tiểu đoàn chúng tôi không xác định rõ do chỉ hoạt động hỗ trợ xung quanh nhưng chưa một lần ghé vào. Tiểu đoàn chúng tôi thì lại được phân công bảo vệ và truy quét địch trên hướng trục lộ 6, xây dựng và củng cố chính quyền và các lực lượng vũ trang địa phương. Đội hình chúng tôi được phân bổ thành 4 cụm. Bước đầu có thể hiểu đại đội 1 nằm cách thị trấn 7 km, nhiệm vụ cơ động bảo vệ thị trấn và làm lực lượng dự bị của tiểu đoàn khi cần chi viện cho hai đại đội phía giáp công Pông Thom và các đơn vị khác theo lệnh của trung đoàn khi cần. Tiểu đoàn bộ gồm các trung đội trực thuộc có trinh sát, thông tin, vận tải và ba trung đội hỏa lực nằm cách đại đội 1 3 km, án ngữ ngã ba hướng về Phum Tà Pưa và Ô Long nằm sâu về hướng Bắc. Từ đội hình trung đội Đại Liên 12 ly 7 đi tiếp khoảng 3 km nữa là tiếp giáp đội hình của đại đội 3, một đại đội có đội hình đóng quân dài nhất trong tiểu đoàn với ba cụm và một chốt lẻ dài khoảng 7 km. Trong đó quan trọng nhất là chốt Tà Ông, nằm giáp ranh giới công công thôn với 6 tay súng thuộc trung đội 3 chốt giữ cách vị trí ban chỉ huy đại đội 5 km. Đại đội 2 thì đội hình từ ngã ba Thơ No của đại đội 3 đi sâu về hướng bắc 3 km, đóng quân thành một cụm tập trung trong phung dân. Giai đoạn đầu khi tiểu đoàn chúng tôi mới về đứng chân, trung đoàn 7 liên cử một trung đội đại đội 2 cơ động lên hoạt động truy quét xung quanh vị trí của tiểu đoàn 2 đứng chân. 12 tay súng vận động và chốt ở giữa phun cà co thuộc An Luông Ca Xanh, cách đội hình 12 km trong một tuần lễ. Ngoài các nhiệm vụ cơ bản ban đầu, các đại đội chủ động tích cực hoạt động bám nắm, trinh sát đội hình xung quanh khu vực đứng chân từ 2 đến 3 km. Sau chừng hơn một tuần tích cực xây dựng và ổn định đội hình đóng quân, cách ly xa dân theo ý định ban đầu Ban Chỉ huy Tiểu đoàn căn cứ vào bản đồ và thực địa, quyết định mở trận truy quét đầu tiên với quy mô lớn trong khu vực đảm nhiệm. Mục tiêu là Phung Ba Lăng, một phung nằm sâu nhất về hướng Nam, cách trục lộ 6-7 km, để nghi binh và đẩy đuổi địch và đẩy đuổi bọn địch gom lực lượng về khu vực này nhằm bao vây tiêu diệt. Các đại đội bắt đầu tăng cường hoạt động liên tục ở các phung xung quanh, không cho địch bung ra hoạt động. Đồng thời công tác chuẩn bị về phương án, lực lượng hậu cần đảm bảo đã được tính đến. Tầm 3 giờ sáng, đại đội 1 theo hợp đồng triển khai của tiểu đoàn xuất phát trước. Đội hình chúng tôi tham gia đợt tấn công này gồm có 80 tay súng, ngoài trang bị AK, B40 và B41, đại đội còn mang theo một khẩu đại liên K57 loại 3 chân và một ống cối 60 mm với một lượng đạn khá lớn. Xuất phát từ đội hình ở Phum thơn Noken, chúng tôi men theo các con đường xe bò dân sinh, đánh một cái, vòng sâu về hướng nam, sau đó trả về hướng đông. Vượt qua một con suối cạn và dàn đội hình thành một hàng ngang chạy dọc chính diện Phum Ba Lăng ở đoạn cuối về hướng biển hồ. Dù đang là mùa mưa, các ruộng lúa và một số đoạn đường xe bò bị nước ngập sâu, bùn sinh do địa hình khá chống trải nên tốc độ đại đội chúng tôi vận động khá nhanh, nhanh hơn dự kiến. Chính vì thế, chúng tôi vào chiếm lĩnh và triển khai trận địa khi trời còn khá tối khiến bước đầu không quan sát được gì nhiều và phải chịu đựng đàn mũi biển hồ bù bám tấn công dữ dội, không dám để phát ra tiếng động để giữ bí mật. Theo bản đồ tác chiến đã tham khảo, vị trí của chúng tôi triển khai tiếp cận chỉ cách phum ba lăng ước chừng trên dưới 150 mét, cho nên những tiếng động trong sinh hoạt từ ban đêm từ hướng phum này phát ra dội vào tai chúng tôi nghe rất rõ. Một số đám lửa có lẽ dân đốt hun sưởi cho châu bò cháy bập bùng đủ để xác định một phần chiều dài của phum. Có tin báo là một số vị trí anh em đã phát hiện có nhiều bóng người đi lại trong phum, phản chiếu qua ánh lửa. Dù chưa xác định chính xác dân hay địch, nhưng đại đội vẫn quyết định thay đổi vị trí, bố trí hai khẩu hỏa lực, đại liên và cối 60 mi để đảm bảo khi nổ súng phải nhanh chóng, bắn tập trung và có hiệu quả. Trời bắt đầu sáng dần, theo đà ánh sáng, cả đội hình đại đội càng lúc càng cố nằm yên để tránh bị phát hiện lộ đội hình nhưng do đang nằm trên giải địa hình cao nên chúng tôi có thể quan sát gì biến động và khung cảnh dọc theo phum khá rõ khi mặt trời từ hướng đông đối diện nhú lên ánh sáng bắt đầu soi mạnh hơn những gì đang xảy ra trước mắt khiến cả đội hình chúng tôi trở nên sừng sốt những bóng nhà ẩn hiện đêm qua trong màn đêm bây giờ đã trở nên lồ lộ, lộ rất rõ trên trục lộ xuyên giữa phum lúc nhúc xanh dần những bộ đồ gabardin của lính pol pot đi lại trên một khoảng ruộng gần ngôi chùa phía cuối phum rất nhiều khẩu ak dựng trụm với nhau theo kiểu nghỉ giải lao ở quân trường bộ đội số lính pol pot dựng súng này đang long khom làm giúp dân có vẻ như là đang cấy lúa tín hiệu sẵn sàng chiến đấu được bí mật phát ra toàn bộ đội hình chúng tôi bước vào tư thế sẵn sàng nhất bọn lính pol pot và dân trong phum không hề phát hiện sắp bị tấn công rất tiếc điều kiện thông tin liên lạc của đơn vị chúng tôi lúc này quá nghèo nàn. Cả một đại đội hơn 150 quân như đại đội chúng tôi còn không được trang bị máy thông tin. Chỉ có tiểu đoàn trang bị một cái và hai đại đội 2 và 3 dùng chung một cái máy. Cho nên trong tình huống này, đại đội chúng tôi chỉ biết lấy đường ngắm vào các mục tiêu và chờ đợi chứ không thể làm gì khác. Thời điểm này chắc chắn mũi tiểu đoàn và hai đại đội kia đã xuất phát mỗi tiểu đoàn sẽ gặp hướng tây trục đường vào phum còn mũi hai đại đội 2 và 3 sẽ đột thẳng theo trục đường vào xuyên suốt thật ra tiểu đoàn chúng tôi cho đến giờ cuối vẫn chưa xác định được địch phải nói là cả đơn vị không ai nghĩ rằng cách địa bàn mình không xa lại có một khu vực có nhiều lính bồn bốt hoạt động như vậy nó nhìn như một chiến khu hay một căn cứ lõm của địch trong nội địa có lẽ các đơn vị đứng chân trước đây chỉ hoạt động cận lộ chứ không vào sâu, khiến địch xây dựng một địa bàn ung dung đến như vậy. Càng cảm giác các mũi của ta ngày càng vào gần, sự hồi hộp và sẵn sàng nổ súng của chúng tôi càng nâng cao hơn, nét mặt ai cũng bắt đầu căng thẳng. Bất ngờ tiếng ung, oanh, nổ vang liên tục, vang dội không gian cả một vùng, kéo dài không khí vào buổi sáng sớm. Kỳ lạ là bọn lính Pol Pot lại chủ động nổ súng trước, có lẽ vận động một quãng đường dài không phát hiện được gì nên bộ phận đi đầu thẳng trục đường vào hơi chủ quan, khi phát hiện địch không kịp nổ súng trước. Bất ngờ thứ hai của chúng tôi là bọn địch trong nội địa này lại trang bị các loại hỏa lực cực mạnh như vậy. Không thua gì bọn ở biên giới. Chính vì thế, những loạt hỏa lực của chúng phản ứng ban đầu nghe như tiếng sấm. Không gian vào buổi sáng sớm mù sương như đặc lại trong màn khói, bao phủ mù mịt cả một vùng. Lẫn trong đó là các chớp lửa đầu nòng và điểm nổ của các loại hỏa lực bộ binh liên hồi cả gần 2 phút. Bọn đang phụ dân nhanh chóng cầm vũ khí tràn phía sau lên cùng bọn phía trước. Trong tầm quan sát của mình, đại đội chúng tôi ước lượng lực lượng lính bon Pol hiện tại cỡ chừng gần 100 tay súng chứ không ít. Bởi thế vừa ảo ạt dùng hỏa lực phản kích, chúng còn tổ chức thổi còi, tìm cách xung phong về hướng lực lượng chúng tôi đang tiến vào phum. Chờ chúng dứt khoát hỏa lực, đại đội 1 phát lệnh tấn công các loại súng đồng loạt nổ đều và đội hình, nhất là loạt đứng lên xung phong đánh tạt sườn vào đội hình địch. Vài tên vội vã quay súng bắn về hướng chúng tôi nhưng liền bị áp đảo, phải lui sâu vào trong phum và tháo chạy về hướng ngôi chùa độc lập phía cuối. Đúng lúc này, chúng tôi phát hiện ra một sự khó khăn không mong muốn, đó là trước mắt đại đội hình xung phong của đại đội chúng tôi lại còn thêm cả một con lạch nước vắt ngang, hình thành chướng ngại nó đủ rộng để khiến chúng tôi sung phong không được dễ dàng con lạch này không có trong mảnh bản đồ tác chiến lúc đó có lẽ nó chỉ xuất hiện về mùa mưa khi nước biển hồ tràn về và bây giờ đang là giai đoạn đó chỉ có một đội hình phía bắc là nằm ngoài con rạch cụt này còn lại phần lớn đội hình chúng tôi bị cản trở phải chạy đánh vòng để vượt qua vì nước khá sâu vừa bắn về hướng địch vừa tìm cách chạy vòng để tránh chúng tôi thấy bọn địch lôi những tên tử thương chạy ảo ạt phía trước mặt và phải đành chịu không biết làm gì để ngăn chặn được. Về phía địch, có lẽ chúng cũng không thể ngờ bị đánh bất ngờ như vậy. Nhưng với một lực lượng khá đông ban đầu, chúng cũng tổ chức phản kích rất quyết liệt. Thậm chí còn tăng cường lực lượng, tìm cách mở mũi đánh vòng để hòng tiêu diệt lực lượng của chúng tôi. May mà tiểu đoàn đã sử dụng được lực lượng và phương án hợp đồng phù hợp. Tiểu đoàn không dự kiến đánh địch đông đến như vậy nhưng ý định là để cho các bộ phận tham gia nắm được địa bàn hoạt động nên đã sử dụng một lực lượng áp đảo đông hơn bọn địch qua trận này bị thiệt hại thương vong khá nhiều vì chúng nghĩ bên ta không mạnh lắm nhưng mức độ phản ứng của chúng so với thời đơn vị chúng tôi còn chốt giữ ở biên giới dù khá quyết liệt nhưng cũng bình thường bởi thế chỉ qua một đợt hỏa lực là bọn chúng đã bị chúng tôi áp sát đến khi đại đội một chúng tôi nổ súng đánh vào sườn chúng và kết hợp tổ chức xung phong thì chúng đã rơi vào một tình thế khá bất lợi. Sau đó cộng thêm khẩu đại liên 12 ly 7 của tiểu đoàn bắn chính diện vào đội hình chúng thì chúng bắt đầu thật sự hoảng loạn. Địa hình trống, ai đã trải qua tình huống bị loại súng 12 ly 7 này bắn thẳng thì sẽ hiểu uy lực của nó thế nào. Kể cả tiếng rít của đầu đạn xuyên phá và từng cục lửa bằng cỡ nắm tay của đầu đạn lửa bay xèn xoẹt qua đầu Địch bắt đầu bể trận sau chừng 10 phút nổ súng. Chúng lập tức thổi còi, kè nhau nhanh chóng rút lui. Tiếc rằng đại đội của chúng tôi không kịp thời khép kín đường rút của chúng. Dù như vậy, lực lượng của địch vẫn khá bản lĩnh. Chúng vẫn đủ sức hỗ trợ nhau rút dần về hướng đông và hướng nam, về hướng biển hồ để tẩu thoát. Khi chúng tôi truy kích đến điểm cuối phung, thì tất cả các lực lượng của chúng đã kịp trèo lên những chiếc xuồng trống nhanh về hướng biển hồ xa tiếp không có phương tiện truy đuổi lính ta chỉ dừng lại mép nước bắn đuổi theo cho đến khi các loại đạn hỏa lực chỉ còn bắn vút đuôi mới chấm dứt trận đánh đầu tiên có lẽ là điều gây bất ngờ cho cả hai phía nhưng kết quả là chúng tôi đã phá hủy và đẩy đuổi bọn địch bước đầu ra khỏi một căn cứ lõm đã được xây dựng khá lâu của chúng trên địa bàn tạo niềm tin cho chính quyền và các lực lượng vũ trang trong khu vực tạo khí thế cho các hoạt động quân sự của tiểu đoàn sau trận ba lăng tiểu đoàn chúng tôi gặp chút rắc rối khi bọn địch ngầm trong phum này tổ chức xới dục người dân đấu tranh chính trị bằng cách viết đơn gửi lên huyện chicaren tố lính việt nam cướp bóc của cải của họ điều này chứng tỏ phum này địch đã kịp xây dựng lực lượng và hình thành kiểu ba thứ quân để đối phó với lực lượng của ta và với cả chính quyền campuchia trong trận đánh này rất nhiều anh em quả thật còn mang tâm lý như thời còn chiến tranh biên giới cứ nghĩ đánh vào cứ địch là thu chiến lợi phẩm bình thường. Sau khi có sự bàn bạc, hợp đồng với nhau kỹ lưỡng, lực lượng của tiểu đoàn chúng tôi kết hợp cùng chính quyền và công an huyện Chikaren tiến hành vào phung để giải quyết sự việc. Một số chiến lợi phẩm được thu lại và bày ra công khai trước mặt phung trưởng và dân trong phung, chủ yếu là một số quân tư trang, trang bị của lính Pol Pot như màn, võng, cà mèn, ba lô, mà khi bỏ chạy bọn lính Pol pot không kịp mang theo. Còn lính ta thì không bỏ lỡ, vì dùng trong sinh hoạt rất tốt. Đứng trước tình huống này, bọn địch ngầm trong phum không dám hó hé, vì nhận những món đồ này khác gì mình là lính Pol pot. Sau khi kết hợp giải quyết và tuyên truyền xong, các lực lượng rút ra khỏi phum và từ đó không có vụ kiện nào nữa. Nhưng tiểu đoàn chúng tôi vẫn tổ chức quán triệt, tránh để anh em vi phạm công tác dân vận trên địa bàn. Vài ngày sau, tiểu đoàn chúng tôi quyết định tổ chức truy quét tiếp khu vực phum Ô Khơ Long. Đó là một phum nhỏ, thưa dân, nằm ở phía vắc trục lộ, hướng tiểu đoàn chúng tôi. Vào chừng vài km, theo một con đường xe bò, cây cối rậm rạp hai bên, là nơi ngày đầu chúng tôi về đã nhìn thấy quân địch. Đợt truy quét này chúng tôi tiến hành theo phương án cũ, nhưng lực lượng tham chiến rút bớt gọn đi. Đại đội 1 phụ trách hướng chủ công với 60 tay súng bí mật vận động thẳng từ trục lộ vào hướng Bắc và bố trí tiếp cận dàn hàng ngang từ hướng Tây. Sau đó lực lượng tiểu đoàn sẽ đột thẳng trục lộ vào tiến hành bao vây phum truy quét bọn địch nếu có trong phum Tất cả mọi dự kiến đúng như ý đồ. Nhưng khi tiếp cận gần phum đội hình chúng tôi phát hiện về hướng Tây phum có những cụm cây thốt nốt cao to trải dài theo hướng Nam Bắc. Đại đội 1 liền chiếm lĩnh khu vực này, dàn hàng ngang làm khu vực xuất phát hành tiến. Có một tình huống ngoài dự kiến là người dân trong phung này ra lấy nước thôn nốt từ rất sớm. Trong khi lực lượng tiểu đoàn chúng tôi chưa kịp tiến vào phung. Cho nên chúng tôi bắt buộc phải giữ số dân này vì sợ bị lộ. Đến tầm hơn 6 giờ thì lực lượng tiểu đoàn phát triển và chạm địch. Sau vài trái B40 trực xạ của hai bên là tiếng đạn nhọn rộ lên rất quyết liệt. Đại đội chúng tôi bắt đầu xuất phát tiến công trong hành tiến. Khi còn cách rìa phum chừng hơn 100 mét, chúng tôi phát hiện một tốp địch chừng hơn chục tên tháo chạy cặp theo trục đường vào hướng tà pưa. Toàn đội hình nổ súng, thì bỗng đột nhiên một đàn trâu bò chạy theo phía sau tốp địch, khiến bụi bốc lên mù mịt. Rồi lại thấy một số người dân tay không chạy theo. Vừa chạy họ vừa giơ hai tay lên trời, ra hiệu xin lính ta đừng bắn. Đó có vẻ là người dân tiếc của, sợ lính ta bắn chết châu bò của họ nên mới mạo hiểm để chạy theo rất hay là lính tráng trong đơn vị chúng tôi đứng trước tình cảnh này cũng vội ngưng nổ súng vậy là chỉ trong một thời gian ngắn sau đó bọn địch trà trộn trong đám châu bò cũng chạy vào mé rừng hướng đông bắc rồi mất hút sau khi chốt giữ cho chính quyền campuchia vào kiểm tra và tổ chức tuyên truyền xong chúng tôi liền rút quân ra lộ để trở về đơn vị như vậy bọn địch trong thời gian này tiếp cận vào xung quanh đơn vị chúng tôi khá gần tuy nhiên lực lượng chúng tôi vẫn không dám tập trung vào gần quá nhưng nếu ta chủ quan chúng có thể huy động tập trung lực lượng, lượng đánh thiệt hại hoặc tiêu diệt vào một cụm chốt của ta bất kỳ lúc nào đột nhiên phải thay đổi cả tâm trạng và nhiệm vụ từ chỉ tác chiến với các đối tượng địch ở ngoại biên không cần biết tiếng chỉ cần biết bắn vào các mục tiêu xuất hiện không phải là quân mình đơn giản chỉ là như vậy giờ nhiệm vụ cũng thay đổi với một đối tượng tác chiến khó xác định vì có lúc chúng nằm trong dân có lúc chúng lại ở ngoài bìa rừng có khi chúng mặc quân phục nhưng có khi lại mặc đồ dân sự khi chúng nổ súng mới biết đó là địch rồi có những lúc đang nổ súng quyết liệt chúng giấu súng lại biến thành dân thêm nữa nhiệm vụ của đơn vị là song song với đánh địch còn phải xây dựng chính quyền và các lực lượng vũ trang địa phương thật vững mạnh để họ từng bước làm chủ được khu vực còn lính ta mới có được sự an toàn và trục lộ mới được thông suốt như cấp trên mong muốn. Ngoài những trang bị và những kinh nghiệm tác chiến đã có từ trước, toàn đơn vị chúng tôi chẳng được trang bị thêm bất kỳ khả năng gì, tiếng tăm, phong tục tập quán hay đơn giản là nắm được chút tình hình dân, địch trong địa bàn đóng quân. Chỉ trong một thời gian ngắn ban đầu, các hoạt động tác chiến của tiểu đoàn chúng tôi liên tiếp chạm địch ở xung quanh, rất gần một điều mà chỉ nhìn vào bản đồ khu vực không thể tưởng tượng nổi. Bọn địch này qua các hoạt động và phản ứng của chúng không phải là chỉ với về hoạt động ở địa bàn này. Trong thời điểm thay quân giữa hai đơn vị mà có vẻ chúng đã đứng chân và hoạt động khá lâu nên chúng rất rành về địa hình. Ngoài các trận đánh trực tiếp tham gia của đại đội 1 chúng tôi trong đội hình tiểu đoàn, cùng thời điểm còn xảy ra các trận giao chiến của đại đội khác ở một vài khu vực khác nữa. Trong đó đáng kể nhất là trận đánh của đại đội 2, đứng chân ở phum Lô Viêng Sư Dây, khi mới vừa về đứng chân ở đó. Trong trận đánh này, lực lượng của đại đội 2 được sự tăng cường và chỉ huy của tiểu đoàn là tiểu đoàn phó quân sự Huỳnh Văn Tấm. Chỉ sáng ngày hôm sau, từ vị trí tại đội 2 cho một bộ phận đi lên hướng Bắc vài km, vừa để trinh sát địa hình, vừa để nắm tình hình, để có kế hoạch bố phòng cho thích hợp. Khi bộ phận này vừa chạm đến phum dung thơ mây Cách vài km về hướng bắc Thì chạm địch Bọn chúng có khoảng hơn 20 tên Đang ở trong phum Hai bên bắt đầu nổ súng Phía đại đội 2 không ngờ Là bọn địch chống cự rất quyết liệt Mặc dù lực lượng chúng ít hơn Chỉ đến khi phát hiện đại đội 2 Cho mở mũi đánh vào hai bên sườn Nhằm bao vây tiêu diệt chúng Mới hoảng sợ rồi rút lui Điều này cho thấy bọn lính Pol Pot có vẻ như đã hoạt động lâu nhưng chưa đột kích vào hay ở đó cố thủ, có thể làm cho chúng hoảng sợ. May cho chúng là nhờ thông thạo địa hình và phía đại đội 2 lại thua chúng ở yếu tố này nên chúng chưa kịp rút lui tẩu thoát. Ngoài ra hoạt động của tiểu đoàn chúng tôi còn chạm địch ở Phum Tà Bang, một nhánh cực đông về hướng biển hồ. Điều này đã giúp chúng tôi hiểu thêm là tại sao ngay ngày đầu về đứng chân ở địa bàn này thì trước mắt là toàn bộ trụ sở ủy ban các xã bị đốt phá và cháy trụi còn nghi ngút khói và ngay khu vực chốt tà ông không xa ranh giới giữa hai tỉnh Siêm diệp và công phong thôm có mấy xác cái xe bị cháy đang còn nằm trơ ở đó trước khi tiểu đoàn chúng tôi về đứng chân hoạt động đảm bảo khu vực một số xã cuối giáp công phong thôm thuộc huyện Chicaren tỉnh Siêm diệp và trục lộ 6 Địa bàn này được một số đơn vị trực thuộc sư 9 và tiểu đoàn địa bàn 51 thuộc đoàn 7705 đứng chân. Kết hợp với các lực lượng vũ trang của chính quyền Campuchia nữa thì không phải là một địa bàn yếu. Nhưng sau đó do ta hoạt động không sâu hay không thường xuyên truy quét dẫn đến bọn địch dần dần phát triển lực lượng và bung ra áp sát hai bên trục lộ. Nên khi sư 9 rút tăng cường lên hướng sư 5 tham gia chiến dịch truy quét và phá hủy các căn cứ của bọn Pol Pot dọc theo biên giới thì địa bàn này bị lính Pol Pot trong khu vực lấn ra làm chủ hoàn toàn trục lộ 6 chạy ngang qua khiến nguồn chi viện và tăng cường của ta theo đường bộ hoàn toàn bị cắt đứt các lực lượng vũ trang địa phương và một số nơi chính quyền hoàn toàn bị tê liệt trong thời gian này một số cán bộ, viên chức, chính quyền và giáo viên ban ngày buổi sáng thì cứ về phum cư ngụ Xế chiều thì tập trung hết về xung quanh tuyến phòng thủ của khu vực Capua ca để tổ chức bảo vệ lẫn nhau. Dù bước đầu chưa được thông lắm về nhiệm vụ cụ thể, nhưng vốn đã từng hoạt động độc lập nên đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 7 và các đại đội khác trong tiểu đoàn vẫn chủ động tổ chức các hoạt động bung ra truy quét trong địa bàn đảm nhiệm nhiệm vụ. Hướng hoạt động chủ yếu của đại đội 1 là khu vực hướng nam trục lộ 6, chạy dài theo con đường bò dân đi lại từ ngã ba Thernoken vào đến cuối phum Thernoluk. Qua vài lần chạm nổ súng với vài tốp địch hoạt động nhỏ lẻ trong các phum đẩy đuổi chúng ra khỏi địa bàn, ban chỉ huy đại đội quyết định hàng ngày luân phiên cử 20 tay súng vào chốt chặt trong khu vực này để hỗ trợ chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương củng cố hoạt động. Trong thời gian này, giữa ban chỉ huy đại đội và xã đội trưởng Mon rất thân thiết và ăn ý trong tất cả mọi hoạt động Các tổ chức chính quyền phun giai đoạn đầu Vẫn chưa tin tưởng chúng tôi Nhưng sau đó thấy quyết tâm Và hành động thực tế của đơn vị Nên họ rất yên tâm Vực dậy các tổ chức của mình Đứng trước tình hình Bị đẩy ra khỏi khu vực biển hồ Với những chẳng rộng mênh mông Không có dân cư và tiếp tế Bọn lính Pol bắt đầu lên kế hoạch Đánh phá các vị trí đứng chân Chốt chặn của chúng tôi Vào một thời điểm gần 9 giờ sáng chúng tập trung lực lượng bao vây để đánh tiêu diệt bộ phận chốt để hỗ trợ chính quyền của ta ở gần phum thơ no lục nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm tác chiến từ thời còn ở trên biên giới đặc biệt là sức cơ động chi viện đơn vị đã kịp thời cơ động tăng cường đánh cho đội hình lính pol pot tàn tác phải táo chạy ra hướng biển hồ sau trận đánh này gặp người dân trong phum họ đều nói một điều gì đó mà chúng tôi chưa đủ trình độ biết tiếng để hiểu Mãi sau này mới hiểu nội dung, họ nói đại loại là khi đơn vị trước đó rút đi, họ có nói với dân chính quyền địa phương là sắp tới có một đơn vị đánh nhau từ biên giới về, thậm chí họ còn biết là sư đoàn 5 đánh rất hay. Nhưng những gì xảy ra thì đối với tiểu đoàn chúng tôi thấy cũng bình thường, cũng súng nổ, đạn bay, nhưng việc vận động không bị chôn chân vì sợ mình đã khiến cho tinh thần và sức cơ động của anh em trở nên rất tốt không phải chạm dàn nhau nổ súng lung tung rồi mạnh bên nào bên đó rút như khi còn tác chiến ở biên giới mà với những phương án luôn luôn quán triệt có sẵn từ trước nếu bọn địch không nhanh chóng rút lui sẽ có nguy cơ bị chúng tôi bao vây và tiêu diệt sau trận đánh chốt chặn và cơ động chi viện hợp đồng tốt toàn bộ khu vực địa bàn đảm nhiệm của đại đội chúng tôi không thấy bọn địch xuất hiện hoạt động nữa Quân số luân phiên 20 tay súng đi chốt hỗ trợ một ngày Khiến một số quân số rất đông còn lại Tạm thời chưa làm nhiệm vụ gì Nên khá rỗi rãi Lúc này dân lính cũng bắt đầu có sự giao lưu Và tình cảm tin tưởng nhau Có hai vấn đề nảy sinh Khá tích cực Gần như là lợi thế của đơn vị Thứ nhất là biên chế của đại đội 1 Trước đây vốn chốt chặn ở biên giới Quân số khá đông Nên có trang bị đến 4 y tá Mà người dân trong phung lúc này rất cần vì trong phạm vi xã không có biên chế, còn cấp huyện cũng chỉ được chưa đến chục người. Dân có bệnh mua thuốc Thái Lan rất dễ, thuốc tây họ sử dụng lúc đó còn tốt hơn bên Việt Nam rất nhiều, thậm chí có những loại bên nước mua còn không có. Vấn đề là họ không có người tiêm. Những loại thuốc như kháng sinh và B12 mua sẵn. Nắm được tình hình này, ban chỉ huy chúng tôi liền cho anh em y tá tiêm miễn phí cho dân trong khi tiêm ngoài một mũi bằng hơn 1 kg gạo. Không ngờ nhờ như vậy, họ mua cho y tá đơn vị nhiều dụng cụ y tế, bơm kim tiêm rất tốt theo kiểu ngấm ngầm trả công. Anh em cũng có chút rau xanh, vật nuôi để bồi dưỡng. Nổi bật nhất là đơn vị phát động phong trào giúp dân về ngày mùa cấy lúa, thời điểm người dân rất cần công cấy dù phải thuê ở mức giá cao. Một số anh em nhập ngũ năm 1982 vốn dân miền Tây lại rất giỏi công việc đồng áng. Thế là đơn vị bắt đầu sử dụng một số anh em này hàng ngày vào giúp dân trong việc cấy lúa, miễn công tác hoạt động xa. Thực tế là những anh em này cấy rất giỏi so với dân, có thể chấp 2 đến 3 người vẫn thắng. Điều đặc biệt là đơn vị chúng tôi chỉ giúp không, giờ cơm thì về nhà ăn, giờ làm lại ra tiếp. Chính vì thế, cả một cánh đồng lúa mênh mông của khu vực Ken và thơ no lúc đã được cấy xong rất sớm. Dân được lính giúp và bảo vệ nên họ rất yên tâm và mức độ thân thiện giữa lính với dân trong một thời gian ngắn đã được cải thiện rõ rệt. Đại đội 1 trở thành đơn vị tạo sự ổn định đầu tiên. Chúng tôi còn là đơn vị đề nghị cấp hẳn một khẩu B40 cùng cơ số đạn cho lực lượng dân quân du kích của xã. Giữa lúc tình hình khu vực nơi đại đội 1, đại đội 5 cũ đứng chân tạm thời yên ổn. Chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương từng bước củng cố và hoạt động lại dưới sự giúp đỡ trực tiếp của ban chỉ huy và đơn vị, thì hướng chốt giữ của đại đội 2, đại đội 6 cũ và đại đội 3, đại đội 7 cũ lại bắt đầu căng dần, vì là khu vực ở ngã ba giáp danh ba tỉnh Siem Reap, Kampong Thom, Preah Vihear lại là đầu cầu tuyến vận chuyển tiếp tế của lực lượng Pol Pot từ biên giới Thái Lan vào các tỉnh và sâu về đến tận Phnom Penh. Với ý đồ xây dựng lực lượng phía trong chờ thời cơ nổi dậy giành lấy chính quyền khi ta rút quân. Trước mắt, chúng xem nơi đây là tuyến hành lang vận chuyển thuận lợi nhất do có địa hình rừng rậm bao phủ và không có các đơn vị quân đội đứng chân phía trong. Đại đội 2 là đơn vị đóng sâu về hướng Bắc lộ, cũng chỉ cách ước tầm 3 km. Theo ý đồ bố trí của cấp trên, đại đội này đóng quân thành một cụm theo trục Bắc Nam Phum Lô Vênh Sư Rây, với một chiều dài khoảng 600 mét Nhà ban chỉ huy đại đội nằm về cuối phum hướng ra đại đội 3 bên ngoài trục lộ. Đại đội 3 là đại đội có đội hình đóng quân thưa và dài nhất, tính từ hướng tiểu đoàn. Phum Spien Thốt Nốt xuống chừng 3 km là đội hình trung đội 1, bố trí hai bên lộ và bảo vệ mục tiêu chủ yếu là cây cầu trước đây lính Pol hay ra đốt phá để cắt đứt giao thông. Từ trung đội 1 đi tiếp về hướng đông chừng 2 km là khu vực ban chỉ huy đại đội, bước đầu về nằm tạm trong nhà dân bên nam trục lộ. Trung đội 2 nằm cùng đại đội bộ và làm nhiệm vụ cơ động chi viện cho các trung đội khi có tình huống yêu cầu. Trung đội 3 nằm trách lên chừng vài trăm mét, đảm nhiệm về hướng Công Phong thom trong đó chốt tà ông của trung đội 3 là một vị trí nguy hiểm nhất, cách trung đội và đại đội tầm 3 km với 6 tay súng chốt hai bên đường, nằm ở đầu một phung dân. Khi trời bắt đầu mưa rầm, có những buổi chiều tối mưa gió tầm tã và sấm chớp liên hồi bọn địch ngầm ở trong phum đại đội hai đứng chân lợi dụng chớp vừa lóe lên chúng đứng đâu đó trên góc các căn nhà sàn đối diện chĩa b bốn mươi bắn vào các vị trí lính ta đang đốt đèn dầu tập trung uống chè sinh hoạt tiếng sấm nổ cùng lúc vang lên khiến anh em ở xung quanh cứ nghĩ đó là tiếng sấm đến khi nghe tiếng rên la của một số anh em bị thương mới biết lính pol pot tập kích mỗi vụ như vậy thường gây thương vong từ bốn đến sáu tay súng mà anh em không xác định được nó đứng ở đâu bắn vào. Đến lần thứ ba thì đại đội 2, một số anh em tâm lý như bị ám ảnh, nghe tiếng sấm cũng giật mình thon thót, ngay cả việc cấp cứu băng bó, cảnh giác và vận chuyển thương binh tử sĩ lên tiểu đoàn trong điều kiện đêm tối mưa dầm cả chục km cũng khiến nhiều anh em cảm thấy sợ hãi. Chưa hết, ngay cả trong đội hình đóng quân của anh em đi vệ sinh cũng bị bọn địch ngầm gai mìn 652A gây thương tích rất lớn. Lúc này Anh Vinh, lính gốc quê Củ Chi, nhập ngũ năm 1975, đang phụ trách đại đội trưởng. Khi Đức Thảo là lính mới vừa được bổ sung về tiểu đoàn Mo hơn thì anh đã là đại đội phó đại đội 8 hỏa lực. Sau khi giải tán đại đội hỏa lực năm 1982 thì anh lên trợ lý tác chiến của tiểu đoàn. Về Poipet thì anh nắm đại đội trưởng đại đội 6 cho đến lúc này. Như vậy trong đội hình tiểu đoàn cho đến lúc này anh là một cán bộ đại đội có tuổi quân và kinh nghiệm chiến trường dày dạn nhất. Nhưng đứng trước tình huống kẻ địch có đặc điểm với cách đánh này, anh và cả ban chỉ huy đại đội 2 trở nên lúng túng không biết đối phó ra sao. Trong khi đó, yêu cầu hoạt động của cấp trên đối với tiểu đoàn chúng tôi là khá nặng nề. Chỉ củng cố được một thời gian ngắn, dù việc xây dựng củng cố chưa có gì hoàn chỉnh. Các mệnh lệnh tác chiến cứ rót xuống đơn vị chúng tôi thường xuyên. Các đội đội giải quyết các mục tiêu trong phạm vi trách nhiệm của mình tham gia lên cấp tiểu đoàn, truy quét rộng ra đội hình của các đại đội khác và cuối cùng thì tham gia các hoạt động này dài ngày, tầm xa lên các vị trí đứng chân của các đơn vị khác. Công tác dồn dập khiến sức khỏe của đơn vị bắt đầu bị ảnh hưởng. Các dự định của đơn vị bị bỏ dở không thể thực hiện. Tâm lý anh em trong đơn vị bắt đầu thấy sinh nạn, thiếu yên tâm. Ngày đầu tiên trong khu vực tác chiến của các đơn vị thuộc huyện Chikaren không quân còn tiếp tục đánh liên tục bằng hàng chục tốp hai chiếc máy bay Mi-24 vào các mục tiêu khác nữa. Hàng tuần lễ sau chiến thuật này vẫn được kéo dài với mỗi ngày có cả chục tốp luân phiên đánh vào các điểm định sẵn. Địch gần như không phản ứng gì nên đại đội chúng tôi được lệnh rút kế hoạch để về địa bàn đóng quân nhận nhiệm vụ tiếp theo. Đặc điểm các khu vực ở ngã ba danh giới ba tỉnh, Siêm Diệp, Công Pông Thom, Vi Hia và các vùng ven phụ cận biển hồ trên trục lộ 6 là hướng nam lộ, cặp đường khá trống trải và dân cư chỉ sinh sống theo trục đường, dọc theo trục bắc nam nên các lực lượng Pol Pot rất khó xây dựng thành những cứ điểm lâu dài. Chúng chỉ tập trung hoạt động ở hướng bắc lộ 6 là chủ yếu vì sâu vào trong rừng rậm nhiều. Các lực lượng vũ trang của quân đội Việt Nam và phía Campuchia đóng quân không sâu, tầm hoạt động không lớn nên chúng dễ dàng thâm nhập các phun dân huy động lương thực, thực phẩm bổ sung quân số tổ chức vận chuyển hàng hóa vũ khí trang bị đến khi lực lượng đủ mạnh chúng sẽ tăng cường hoạt động ra trục lộ đánh phá các cơ sở chính quyền và cắt đứt các trục lộ tiếp tế gây cho ta nhiều thiệt hại và khó khăn chính vì thế khi cấp trên mở chiến dịch truy quét và đánh phá các căn cứ lõm của chúng đang xây dựng ở ven biển hồ chúng liền tăng cường gây sức ép cho ta uy hiếp các đơn vị đang đứng chân bảo vệ trục lộ vừa về đơn vị được vài hôm một buổi sáng tiểu đoàn phó Anh Tứ đích thân quốc bộ Từ ban chỉ huy tiểu đoàn Đến đại đội để trao đổi về nhiệm vụ mới Trung đoàn và tiểu đoàn quyết định Điều tôi về đại đội 3 Trước mắt nhận nhiệm vụ quyền đại đội trưởng Vì đại đội trưởng đờn đi phép Đại đội phó trường nhập ngũ Năm 1978 Thì bể chiến đấu từ thời còn ở mo hơn Nên chỉ nằm chơi sới nước Chờ lương chứ không nhận bất cứ nhiệm vụ gì Còn đại đội phó Lính nhập ngũ năm 1980 lại bỏ ban chỉ huy, xuống nằm ở chốt Tà Ông. Vốn lúc đó chỉ có 6 tay súng chốt giữ, cả đội hình đại đội 3 gần như không có chỉ huy đại đội, chỉ có các cán bộ trung đội điều hành. Trong khi đó thì trong hướng đại đội 2, tình hình khá khó khăn, bọn địch ngầm vẫn tiếp tục hoạt động bí mật, tập kích tiêu hao khiến tư tưởng anh em bắt đầu thấy khủng hoảng. Đại đội trưởng Anh Vinh thì đột nhiên nhen nhóm biểu hiện tâm thần. Còn các đại đội phó, Toàn, Thuận, Đính thì vẫn chưa có đối sách thích hợp để chống lại địch các lực lượng lính pol pot bắt đầu ra sát trục lộ để hoạt động thăm dò biết khu vực tà ông qua công pông thom tiếp giáp với phôm xúc gọi là bà lai danh giới hai tỉnh ta cứ nhường nhau ở tiểu đoàn chúng tôi và tiểu đoàn gia định nên chúng thường xuyên cắt qua lại trong phạm vi chừng ba cây số đó những hoạt động bước đầu này của lính pol pot là một nguy cơ của chốt tà ông thậm chí các cụm chốt của trung đội nhất là khu vực ban chỉ huy đại đội kết hợp với ủy ban nhân dân xã, nếu ta chủ quan, có thể bất ngờ địch huy động quân số tập kích có thể mất bất kỳ lúc nào. Đại đội 1 lúc này sau những hoạt động truy quét tích cực, kết hợp với sự ăn ý của chính quyền xã và lực lượng du kích địa phương nên tình hình đã rất ổn. Địch không còn bu bám mà đều rút sâu về các khu vực hướng đông để tăng cường các hoạt động, cố gắng mở hành lang để tiếp tế cho các lực lượng nằm sâu ở phía trong. Tình hình như vậy khiến cho sức ép lên hai đại đội 3 và đại đội 2 càng thêm bị áp lực. Là người lính, luôn phải chấp hành mệnh lệnh điều động chỉ huy cấp trên. Tình cảm anh em gắn kết từ ngày tiểu đoàn còn nằm trên biên giới, không thể từ chối nhiệm vụ bỏ mặc được. Vậy là lại vác ba lô, lội bộ gần chục cây số về nhận nhiệm vụ mới ở đại đội 3. Kể thì dài dòng như vậy, nhưng thời gian chỉ mới chừng gần 2 tháng, tính từ lúc tiểu đoàn chúng tôi về đứng chân ở khu vực huyện Chikaren. Thay đổi đơn vị có nghĩa là gần như làm lại từ đầu, mặc dù cũng là một đại đội cùng trung tiểu đoàn, nghe thông tin thường xuyên nên nắm được một phần, nhưng khi giao nhiệm vụ với vai trò chỉ huy thì tất cả mọi vấn đề đều trở nên mới mẻ. Anh em chắc có lẽ đã được thông báo từ trước nên khi về đến ban chỉ huy, không khí khá vui vẻ và có một chút cảm động với sự đón tiếp và chào hỏi đặt ba lô xuống chưa biết sẽ làm việc gì trước việc gì sau vì chẳng có cán bộ chỉ huy đại đội nào để trao đổi tình hình về đơn vị để có kế hoạch củng cố anh trường đại đội phó thì đi đâu đó để tránh mặt còn một đại đội phó muốn gặp thì phải có thời gian để đi cơm trưa vừa xong một chút liền gọi liên lạc thông báo cho tất cả các cán bộ trung đội tập trung lên khu vực ban chỉ huy để nắm tình hình và phổ biến một số công việc trước mắt lúc này đội ngũ này rất quan trọng vì đại đội đóng quân theo đội hình nhiều cụm cách xa nhau nên cần phải có những quy định hợp đồng trước mắt nhằm ổn định một bước thật ra mọi việc là như vậy vì dù có củng cố về ban chỉ huy nhưng đại đội vẫn duy trì mọi hoạt động trước mắt an toàn trục lộ được đảm nhiệm củng cố và hỗ trợ được chính quyền xã và lực lượng dân quân du kích địa phương và an toàn sinh mạng trong đơn vị đó là do các cán bộ chung tiểu đội vẫn chủ động với nhiệm vụ của bộ phận mình. Điều này khiến dù là chỉ huy mới nhưng cảm thấy an tâm. Đặc điểm chiến trường Campuchia có rất nhiều điều vô lý, nhiều khi đến khó tin. Một số cán bộ các cấp đầu đó ở một số đơn vị nhiều khi có mà như vô tác dụng. ngắn nhất là những cán bộ kiểu như thế này. Trên thì cứ căn cứ vào quân số và cán bộ chỉ huy để phân công nhiệm vụ, nhưng chỉ cần trong ban chỉ huy có một số cán bộ xử sự như thế này là đơn vị có khi bị rối nặng nhiệm vụ thì không nhận cấp trên giải quyết cho về cũng không còn lương thì vẫn nhận dần ra anh em cấp dưới sinh ra không phục thì bắt đầu tiêu cực gây rối đồng đội đồng cấp với nhau không nể phê phán nhưng anh em bên dưới thì lại khinh thường ra mặt nói thẳng không e rẻ khiến cho ban chỉ huy rất khó xử mệt mỏi còn có khi hơn cả đối phó với địch vì sau một trận đánh thì có nghỉ ngơi, còn gặp những cán bộ như vậy thì tiếp xúc hàng ngày, cùng ăn, cùng ngủ. Đại đội 3 là một đại đội có đội hình bố phòng tương đối khó khăn so với các đại đội khác trong tiểu đoàn, vì phải bố trí thành ba cụm với chiều dài lên đến 5 km. Thời điểm này trong quân đội, cấp đại đội gần như không được trang bị phương tiện đi lại gì hết. Đi giao ban hội ý từ đại đội về tiểu đoàn cũng bằng đôi chân. Đi kiểm tra đội hình đóng quân, thăm các chốt vẫn vậy. Cho nên khi với một hay hai cán bộ đại đội vừa đi tác chiến, vừa thường xuyên đi kiểm tra đôn đốc anh em là một điều tương đối khó khăn. Tính từ đội hình trung đội 1, từ hướng tiểu đoàn xuống đi về phía ban chỉ huy, tầm hơn 2 km. Trung đội này vừa phải giữ an toàn tuyến đường, vừa đảm bảo không cho lính Pol Pot ra phá cây cầu cách vị trí đứng chân vài trăm mét. Cây cầu này trước đây, những đơn vị khác đứng chân, ban đêm bọn lính Pol Pot thường xuyên tổ chức đốt cháy trụi khiến đường bị tắc, xe cộ lại khó khăn, nhưng họ không thèm giữ mà kêu dân ra cơ cây làm lại. Nhưng đại đội chúng tôi quyết tâm không để mất cầu, không cho lính Pol Pot đốt cháy nữa. Ban chỉ huy và trung đội 2 thì nằm chung một cụm với nhau cùng với hai tiểu đội hỏa lực Đại Liên và cối 60 mi, mỗi loại hai khẩu. Trong đó trung đội 2 vừa bảo vệ ban chỉ huy, trụ sở ủy ban nhân dân xã Lô Viêng Sư Rây và sẵn sàng cơ động cho các hướng. Trung đội 3 theo địa hình bố trí dân cư nằm cách ban chỉ huy về hướng ranh giới công Pông thom chừng vài trăm mét nhưng trung đội này có một chốt nằm cách đại đội hình cả hơn 3 km gọi là chốt tà ông chốt này nằm sát địa hình biên giới tỉnh xiêm diệp giáp công Pông thom chỉ với 6 tay súng đây là một điểm chốt ở một vị trí cực kỳ nguy hiểm có thể nói là nguy hiểm nhất đội hình rất dễ bị địch tổ chức cường tập đánh bứt ủy ban nhân dân xã thì nằm trên hướng bắc trục lộ hướng đông bắc vị trí ban chỉ huy chúng tôi chừng gần hai trăm mét ban ngày làm việc còn ban đêm thành nơi trú ẩn tránh địch của toàn bộ cán bộ ủy ban và dân quân du kích họ tập trung vào đây để nằm dưới sự bảo vệ an toàn của đơn vị khẩu cối tám hai của tiểu đoàn tăng cường cho khu vực tác chiến hai đại đội hai và đại đội ba nằm ngay góc ngã ba bên hướng bắc bên kia đường phía hướng ban chỉ huy về phương tiện thông tin liên lạc thì giữa đại đội 2 và 3 có kết nối bằng một đường dây hữu tuyến, còn máy vô tuyến PRC25 thì chỉ cho đại đội 2 được trang bị, còn đại đội 3 thì không có. Giống như tình hình chung trong tiểu đoàn, lúc này các lớp lính nhập ngũ 582 và 83 vẫn là lớp lính trụ cột của tiểu đoàn, cho nên về mặt tác chiến không đáng lo ngại lắm. Nhưng bây giờ phải làm gì và làm như thế nào, làm việc gì trước? Vật gì sau là một câu hỏi như chưa có lời giải đáp. Xét về mặt đội hình, đại đội 3 bố trí trải dài trên rất nhiều phung, cũng là địa bàn quản lý của đại đội về mặt tác chiến. Nhưng thường cứ lấy vị trí phung nơi ban chỉ huy đại đội đứng chân nên gọi chung là phung thơ no. Lúc này chính quyền và lực lượng vũ trang trong xã vẫn chưa được củng cố hoàn thiện lại. Chỉ có một số ít dân quân du kích trung thành với chủ tịch xã và phó chủ tịch xã là hàng đêm vác súng về khu vực nhà ủy ban để nằm chốt bảo vệ còn lực lượng của đại đội chúng tôi phải lo củng cố các vị trí chốt của mình nên tạm thời chưa quan tâm nắm bắt tình hình sâu sát lắm ngày thứ hai sáng sớm vội đi cùng một tổ xuống khu vực chốt tà ông để nắm tình hình bố trí và cơ bản gọi là anh bạn đồng ngũ đại đội phó thu xếp về ngay vị trí ban chỉ huy chốt tà ông được bố trí ngay hướng đông một chân cầu nhỏ với sáu tay súng ở hai bên, nằm cách một mốc ranh giới hai tỉnh chừng chưa đến 200 mét. Sở dĩ quân số có ít như vậy là vì xung quanh không thể bố trí được nhiều. Phía Bắc là một rãnh nước sát và phía Nam có một ngôi nhà dân nằm che chắn. Chốt lẻ này rất có nguy cơ bị địch đánh bất ngờ bất kỳ lúc nào nếu chúng tập trung lực lượng đánh cường tập. Cơ bản là ở tinh thần và sự cảnh giác của anh em. Đây không thể coi là chủ quan được vì cần nhìn về hướng cột mốc bên bắc đường có mấy xác xe bị phục cháy còn nằm đó là đã hiểu tình hình địch như thế nào trong chiến tranh có thể hiểu đây như một chút tiền tiêu có nguy cơ rất lớn bởi vậy phải cần có một trung đội phó để chỉ huy khu vực này là nơi của một phó chủ tịch xã tên là sáp cư ngụ lại vừa là nơi có gia đình của tên trung đoàn trưởng muôn định cư tên này được dân báo là một trong những chỉ huy khét tiếng của khu vực này rất can đảm và có sức khỏe Dân và chính quyền họ cho biết Thời xưa chín Có một lần cả trăm lính ta truy kích Dí nó chạy ngời ngời trên cánh đồng Đạn bắn đuổi theo như mưa Mà cuối cùng nó vẫn chạy thoát Thông thường nó về thăm nhà khoảng gần cuối phum tà ông vào ban đêm Ngoài vài thằng lính bảo vệ Đích thân nó vác cây DKZ-82 mì Sừng sững đi như trốn không người Khi vừa về đại đội không lâu Nó chạy xe đạp ngây ngang Trên đường từ đầu đến cuối đội hình quan sát Rồi mất hút Tiếc rằng dân chỉ báo khi nó đã đi qua khá lâu Thực hư thế nào thì không biết Nhưng sau đó lính đại đội cứ thấy ai bị trột một mắt là đều bắt giữ Khiến dân chúng một phen hốt hoảng không yên Nhưng một là sau khi kiểm tra xác minh không phải Hai là những người bị bắt nhầm còn quá trẻ Không xứng với tầm một tay súng sừng sọ Nên ban chỉ huy lập tức cho thả người Về mặt dân sinh Có thể nói trên địa bàn đại đội 3 Người dân sinh sống bằng tất cả các nghề trong khu vực chỉ một số ít làm dịch vụ và buôn bán nhỏ, còn lại thì sống bằng nghề nông nghiệp, vì hai bên đường dụng lúa rất nhiều. Ngay phun thơ no, người dân tập trung làm nghề xẻ ván, họ đánh xe bò vào tận trong phun cả có, mua những cây gỗ thông do người dân đốn hạ, sẵn về cưa, đo và xẻ thành những tấm ván đem bán lên thị trấn Chikaren và cả hướng công Pong Thom để cung cấp cho những nơi khác. Phải nói là dân làm nghề này đã có truyền thống từ rất lâu năm từ khâu vận chuyển đưa lên dàn lấy mực rồi xẻ thành ván họ làm rất bài bản và nhanh chóng ở khu vực này nam phụ lão ấu gì đều rất thạo nghề có những cô thiếu nữ mà hai ba bộ đội thay nhau không kéo cưa xẻ ván lại về hướng phung tà bang một ngã ba nằm giữa thơ no và tà ông thì họ có nghề đánh bắt cá ngoài biển hồ những cái phung này họ cất nhà rất tạm bỡ bằng những vật liệu nhỏ và nhẹ mùa mưa họ sống khá nhích nhác còn mùa khô gần như kéo hết ra ngoài biển hồ để lại một cái phum hoang tàn vắng tanh hướng nam đường sâu về hướng biển hồ thì địa hình ruộng lúa khá trống trải chỉ có vài cụm thốt nốt gần các rìa phum là địch có thể lợi dụng để tiếp cận gần nhưng muốn vậy chúng phải tổ chức một lực lượng lớn nếu không sẽ bị bao vây và tiêu diệt vì không có đường để rút lui mặt hướng bắc thì chính diện cách vào tầm 3 km là vị trí của đại đội 2. Chỉ có hướng đông bắc từ phum Tà Nguôn là một phum nằm về hướng đông gần đại đội 2 cắt ra phía mé rừng qua một cánh đồng lúa cách trục lộ chừng 2 km kéo dài qua hướng Công Tông Thom là đáng ngại nhất Về địch có thể từ hướng bắc vận động ra tiếp cận. Từ đó quan sát các vị trí của đơn vị và tập kích khi cần. Nhìn chung trong địa bàn này dân cư tạm ổn và cố gắng làm ăn sinh sống. Chính quyền thì bước đầu cũng tổ chức đầy đủ ban bệ. Lực lượng vũ trang tuy ít nhưng là thành phần nóng cốt. Nếu hỗ trợ và làm họ tin tưởng thì sẽ bớt đi một phần gánh nặng cho chính chúng tôi. Về được ngày thứ ba, sau khi đi hết đội hình và nắm tình hình chính quyền cộng với tình hình trong khu vực, quán triệt bước đầu về một số thay đổi sắp tới, trong đó xây dựng nhà chỉ huy đại đội tách ra khỏi sàn dân để đảm bảo công tác triển khai được bí mật và sự sinh hoạt được thoải mái, tự do hơn. Cuối giờ chiều, sau khi giao ban các trung đội xong, ban chỉ huy họp để xác định chức trách của từng người, trong đó anh Trường chính thức báo không nhận nhiệm vụ và nhờ cấp trên giải quyết. Tối hôm đó trời lại mưa rầm, không gian thật tăm tối và ẩm thấp. Ban chỉ huy đại đội thì được cấp một lượng dầu thắp sáng và hai cây đèn bão, nhưng chúng tôi chỉ thắp lên một cây để tiết kiệm dầu thành ra ngay cả khu vực ban chỉ huy cũng rất tối. Mưa không lớn, nhưng bầu trời cứ u u, thỉnh thoảng có ánh chớp lóe lên, kèm tiếng sét gần, nổ nghe đánh ầm một tiếng, nghe như tiếng hỏa lực nổ. Không ngủ được, vì trời hãy còn sớm, nhưng trong ánh sáng tù mù, không biết phải làm gì, nên từng người trong ban chỉ huy và bộ phận phục vụ cứ nằm ngồi im lặng, theo đuổi những ý nghĩ của mình. Tầm 8 giờ, nghe tiếng xôn xao từ trong hướng đại đội 2 vọng ra. Chập sau có một đoàn tải lố nhố trong ánh chớp đến ngã ba thì dừng lại. Tin báo là đại đội 2 lại tiếp tục bị bọn địch ngầm dính bắn thêm một vụ, thương tử bốn trường hợp. Chụp vội cái đèn pin vận động ra ngay khu vực, trong ánh đèn pin che chắn, nhìn các thương tử thật thương tâm. Thằng địch bắn quá chính xác, trong khả năng cự ly rất gần, vẫn hình thức lợi dụng ánh chớp lóe lên rồi bóc cò nên anh em không thể phát hiện kịp. Trái B40 trực xạ, dạ, tiếng đề pa và tiếng nổ gần như tức thì với ánh chớp lé đủ cho thằng lính Pol có thời gian để giấu khẩu súng hay rút lui mà phía bên này còn chưa hay biết. Nó đứng ở đâu, bắn lúc nào và chạy trốn thoát ra sau đại đội 2 vẫn không phát hiện được. Hình thức tập kích này nằm trong dân quá lợi hại. Chỉ cần một thằng hơi liều với trang bị một khẩu B40 và trái đạn trong thời gian ngắn đã làm tiêu hao sinh lực của đại đội 2 và của tiểu đoàn chúng tôi bằng cả tiểu đoàn tham gia một chiến dịch trong một trận đánh lớn. Đây có lẽ là một nhược điểm của hình thức tác chiến trong khu dân cư, sinh hoạt chung mà không biết ai là dân, ai là địch. Đoàn tải đại đội 2 đi rồi, đứng trên trục lộ 6 tối đen như mực mà tâm trạng không khỏi đắn đo. Đại đội 2 vốn lúc này bố trí đóng quân thành một cụm với hơn 100 quân số. Dù sao gặp tình huống thương vong như thế này có thể giải quyết nhanh chóng. Nhưng nếu đại đội 3 chúng tôi cũng bị bọn Pol Pot áp dụng cách đánh này, quân số phân tán, không biết khó khăn sẽ ra sao. Tốt hơn hết là trước mắt phải quán triệt anh em liên tục nâng cao tinh thần cảnh giác, ban đêm hạn chế sinh hoạt đông người và lớn tiếng, chỉ tắp sáng khi cần và che chắn những hướng có khả năng địch áp sát. Bộ phận nào có thể thì tổ chức nghi binh và di chuyển để giữ bí mật vị trí. Địch ngầm trong các phum bắt đầu lợi dụng tình hình để tung những tin đồn làm gây nên tâm lý hoang mang cho các đơn vị. Tin tức về sự xuất hiện hoạt động của địch được dân báo khắp nơi, trong đó có những tin thật và tin gây nhiễu. Vài ngày sau, vào lúc 8 giờ đêm, có hai tiếng súng AK bắn lên từ mé rừng đông tà nguồn, chính bắc chốt tả ông, để động viên tinh thần anh em đại đội chúng tôi quyết định bắn hai quả cối 82 mi về hướng đó. Sau đó địch im luôn tới sáng, nhưng có lẽ là chúng chỉ thăm dò. Khi nắm được khá chắc tình hình thuộc đại đội đảm nhiệm để có thể hợp đồng liên kết với các lực lượng xung quanh, ban chỉ huy liền dành thời gian tổ chức thăm dò đội hình đại đội 2 về đội hình, bố phòng và các hướng khả năng địch triển khai tập kích để khi cần thì dùng hỏa lực cối 82 mi và xung lực chi viện cho đảm bảo. Do trước đây đã từng sử dụng cối 82 nên không cần có người thuộc khẩu đội phối thuộc đi theo thì căn cứ theo bản đồ và thực địa có thể định hướng và căn chỉnh cự ly tương đối chính xác. Một đơn vị có liên quan đến tình hình tác chiến khi cần nữa là đơn vị trung đoàn gia định. Có một bộ phận bố trí ở khu vực Bà Lai bên hướng Công Tông Thom nằm về hướng đông Chốt Tà Ông tầm ước chừng 3 km. Chốt Tà Ông trên bản đồ thể hiện nằm gần sát cột mốc ranh giới giữa hai tỉnh. Phần 3 km còn lại là thuộc đất tỉnh Công Pông Thom, thuộc địa bàn của Trung đoàn Gia Định, nhưng bị bỏ ngỏ, không có đơn vị nào hoạt động. Một khoảng cách rất dễ bị địch lợi dụng, nguy hiểm chết người. Chúng tôi tổ chức một đoàn đến giao lưu gặp gỡ và trao đổi tình hình cùng phương án hiệp đồng khi cần với đơn vị bạn ở đó. Nhưng chắc có lẽ chỉ là cán bộ cấp đại đội thôi nên chúng tôi chỉ được gặp một anh em trợ lý tác chiến của tiểu đoàn khá to con và vui vẻ vì không có điểm tương đồng gì nhiều nên hai đơn vị chỉ trao đổi qua lại đại khái rồi chúng tôi rút về địa bàn của mình nhưng đêm nằm suy nghĩ thì tổng hợp lại thấy có mấy điểm cần chú ý về mặt chỉ huy thứ nhất là về tình hình lực lượng bố phòng của khu vực không tự nhiên mà cấp trên lại bố trí ở một khu vực hẹp hai bên địa giới hai tỉnh đến cả ngàn quân chốt giữ chỉ kể tiểu đoàn chúng tôi Lúc đó quân số là tương đương 500 Và phía trung đoàn gia định Với trung đoàn bộ Và hai tiểu đoàn Quân số cũng chừng đó Nếu chỉ đảm bảo an toàn khu trục lộ Trong điều kiện dân cư và chính quyền Với các lực lượng vũ trang xã, huyện Thì trên đoạn đường dài trục lộ này Không cần nhiều quân đến vậy còn để truy quét và tham gia chiến dịch biển hồ thì rõ ràng là chúng tôi chỉ sử dụng một quân số vẫn tiến hành trơn tru không gặp địch phản kháng hay trở ngại gì nhiều lắm. Như vậy thì mục tiêu giải quyết chính của cả hai đơn vị là gì? Ở đâu và khi nào tiến hành thì chúng tôi vẫn chưa nắm cụ thể. Chỉ hình dung và biết rằng trên địa bàn này là một khu vực danh giới thuộc ba tỉnh Siêm Diệp, Cầm Thom, Bred Vihia thuộc địa bàn Sư 307, quân khu 5 đảm nhiệm. Là địa bàn giao liên, vận chuyển vũ trang, trang bị, lương thực, thực phẩm của địch vào nội địa và phân phối cho các tỉnh gần biên giới với việt nam bị ta đánh phá hủy các căn cứ phong tỏa dọc tuyến biên giới cam thái lan trong giai đoạn chuẩn bị rút quân các chỉ huy chóp bu của lính pol pot và quan thầy lập tức tổ chức đưa lực lượng về lót trong nội địa ngấm ngầm xây dựng phát triển lực lượng để khi ta rút quân chính quyền phnom penh không còn được hỗ trợ nữa chúng sẽ tổ chức vùng lên giành lại chính quyền trong sự hỗ trợ và tiếp tay của một số nước lớn với chiến lược như vậy Nên chúng tổ chức rất có quy mô và bài bản Ví dụ như sau này Theo tin quân báo ta phát hiện Chúng tổ chức một đoàn tại quy mô Đến khoảng 10.000 người Với hàng trăm tay súng trang bị mạnh Theo bảo vệ Ngoài ra chúng còn được cái gọi là Ba thứ quân ở các phun xã Nằm cài cắm sẵn trên dọc trục đường Hỗ trợ dẫn dắt Nếu chỉ với một lực lượng không đủ mạnh Ta sẽ gặp khó khăn Khi muốn ngăn chặn chúng vượt qua địa bàn Dạng ba thứ quân này Chúng đã tổ chức tương đối hoàn chỉnh Trên địa bàn chúng tôi Có chủ lực quân phục Trang bị chính quy Quân địa phương luân phiên di chuyển Qua lại giữa các vùng trong xã Lực lượng giao liên nắm tình hình Dẫn dắt các trung đoàn chúng qua lại Và cả dân theo chúng đấu tranh chính trị khi cần Đặc biệt là số anh em nhập ngũ Năm 1982 Của tiểu đoàn chúng tôi Giai đoạn này dù đủ niên hạn giải quyết ra quân Nhưng cấp trên vẫn không có thông báo Chuẩn bị gì sau này anh em đều về phục viên do bị giữ lại quá niên hạn để đối phó với tình hình lúc đó để đáp ứng các nhiệm vụ cấp thiết này chỉ dựa vào quân số hiện tại vẫn chưa đủ vì vừa phải giữ đường truy quét khu vực bảo vệ chính quyền và nhân dân trong điều kiện địa bàn trải dài phải xây dựng cho đủ lực lượng vũ trang dân quân du kích địa phương cho mạnh nếu họ tích cực giữ được địa phương thì ta mới có đủ quân số cho những đợt công tác dài ngày và quy mô lớn